vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 11. Hắn cũng mơ hồ đoán được ý đồ của Triệu gia, nhưng từ những lời trong miệng Triệu Sơn nói ra, trong lòng Tống Thiên Dương không khỏi chấn động lên. Đối mặt với sóng gió dữ dội từ phía Hoàng gia, ở Thiền Thành, kẻ duy nhất có thể cứu Tống gia chỉ có thể là Triệu gia. Ánh mắt mấy người rơi vào Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt không chút thay đổi vì mấy lời nói của Triệu Sơn. Ý tốt của Triệu gia, ta xin nhận. Sở Trần đáp, Triệu Sơn nhướng mày, ý của ngươi là, cho dù toàn bộ Tống gia biến mất trước mặt ngươi, ngươi cũng không quan tâm. Triệu Sơn dừng lại, sau đó cười lớn, quả nhiên là tên ở rể, cuối cùng lại nuôi phải bạch nhãn lang. Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tống Nhan mặt lạnh như băng, Tiểu Thu, tiễn khách. Tống Thu cũng không chút khách khí, mấy vị, đi thôi. Trong suy nghĩ của Tống Thu, Sở Trần không chỉ là anh rể của mình, mà còn tín ngưỡng tinh thần của mình, không ai được phép vấy bẩn. Triệu Tín Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Tống Trường Thanh, Tống lão gia, không còn anh dũng như xưa nha. Triệu Tín Nhiên đứng lên, ta nghĩ Tống gia không còn nhiều thời gian để suy xét nữa. Dù sao chọc thủng trời, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Lúc này, di động đặt trên bàn của Sở Trần rung lên liên tục. Sở Trần liếc mắt nhìn qua, Tống Nhan ngồi bên cạnh Sở Trần, cũng vô ý thức nhìn. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một thông báo, chỉ có 3 chữ, đã hoàn thành. Sở Trần cất điện thoại, mỉm cười, được rồi, đồng minh của chúng ta đã đưa ra câu trả lời rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Đồng minh, ngay từ khi Tống gia tuyên chiến với Hoàng gia, Tống gia ở đâu lại có đồng minh xuất hiện, các đối tác trước đó đều tránh còn không kịp, bọn họ còn nhanh chóng mong muốn cắt đứt mọi liên lạc với Tống gia. Ha ha, Triệu Sơn cười. E rằng ngươi vẫn còn đang sống trong mộng. Triệu Tín Nhiên cũng lắc đầu cười. Lúc này, ai còn dám ra tay giúp đỡ Tống gia? Bỗng di động của Tống Thiên Dương vang lên. Tống Thiên Dương ngẩn người một lúc, vô ý thức liếc nhìn Sở Trần. Mỗi một lần, những gì Sở Trần nói đều có linh nghiệm. Liệu lần này có giống như vậy không? Tống Thiên Dương lấy điện thoại di động ra, là một dãy số xa lạ. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi rồi kết nối điện thoại. Xin chào. Tống Thiên Dương ngập ngừng nói, tôi là Tống Thiên Dương. Đầu bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông trung niên trầm ổn, Tống Thiên Sinh, tôi là Tôn Siêu Lỗi. Vừa nói xong, Tống Thiên Dương sửng sốt, một lúc sau, ha trợn to mắt, giọng nói khẽ run, Tôn Tổng. Ngay Tống Thiên Dương vừa nói xong, con người của mọi người không khỏi co rút lại. Tôn Tổng, người được Tống Thiên Dương gọi là Tôn Tổng, toàn bộ Thiền Thành chắc chỉ có một người. Thế nhưng... người kia sao có thể gọi điện cho Tống Thiên Dương? Tống Trường Thanh cũng lập tức đứng dậy nhìn Tống Thiên Dương. Nếu như người kia nguyện ý giúp đỡ Tống gia thì sẽ nhà máy gạch men của Tống gia vẫn còn cơ hội sống. Hoàng gia chắc chắn là đứng đầu trong giới kinh doanh của Thiền Thành, về thực lực tổng hợp đứng đầu là không hề nghi ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng gia có thể đứng đầu trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ như gạch men sứ. Người đứng đầu ngành gạch men ở Thiền Thành không phải Hoàng gia mà là Tôn gia. Tôn gia ở Thiền Thành cũng là một trong 5 đại gia tộc của Thiền Thành trước đây. Hơn nữa, thực lực của Tôn gia bây giờ cũng thuộc hạng nhất lưu ở Thiền Thành. Xét về thực lực toàn diện, bọn họ cũng được công nhận đứng gần với 2 nhà Hoàng Triệu. Thế nhưng, như mọi người đều biết còn có một điểm, quan hệ giữa Tôn gia và Hoàng gia rất tốt, thậm chí hai bên có không ít hợp tác. Tôn Tổng điện thoại, Triệu Sơn cười. Sở Trần, đây có phải là đồng minh mà ngươi đang nói đến sao? Nhà máy gạch men của Tống gia đã bị trấn áp đến mức không thành dạng rồi, nếu như Tôn gia lại đến để thêm một chút áp lực, Tống gia có thể tuyên bố phá sản được rồi. Triệu Tín Nhiên cũng không vội đi, khóe miệng hơi nhếch lên đầy mong chờ. Hắn thậm chí có thể đoán được rằng sau cuộc gọi này, Tống gia sẽ lập tức cầu xin Triệu gia giúp đỡ. Trừ khi, Tống gia cam nguyện chịu diệt vong. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Cô luôn cảm thấy cuộc điện thoại này của Tôn gia có liên quan đến Sở Trần. Tuy nhiên, lấy mối quan hệ giữa Tôn gia và Hoàng gia, Tôn gia lúc này sao có thể bất ngờ giúp đỡ Tống gia được. Cái gì? 51 thanh âm Tống Thiên Dương đột nhiên tăng lên một chút khiến những người khác giật mình. Sau khi choáng váng, Tống Thiên Dương cũng định thần lại, lặp đi lặp lại xin lỗi, thực xin lỗi Tôn Tổng, tôi thật thất thố. Triệu Sơn vẻ mặt cười càng tươi, chế nhạo. Nếu lời xin lỗi hữu dụng thì Tống có thể vạn năm không suy. Tống Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Sơn, hận không thể một đấm để đập nát miệng hắn. Đầu dây bên kia, Tôn Siêu Lỗi không quan tâm,
sau đó nói, Tôn gia đã quyết định hợp tác kỹ càng và mật thiết hơn với Tống gia trong ngành gạch men sứ. Không biết khi nào thì Tống tiên sinh có thời gian, chúng ta sẽ kỹ càng nói chuyện hơn. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu, Tôn Tổng, ngài hẳn đã nghe nói, những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong ngành gạch men sứ, Hoàng gia không thể làm lung lay được Tôn gia. Tôn Siêu Lỗi nhẹ giọng nói, Tống tiên sinh, ông hãy yên tâm, chỉ cần chúng ta hợp tác, Tống gia sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại gạch men sứ của Hoàng gia sẽ bị phong tỏa. Trong lòng Tống Thiên Dương chấn động, Tôn gia thật sự là đồng minh mà Sở Trần lôi kéo. Sở Trần đã làm như thế nào? Tống Thiên Dương hoàn toàn sững sờ. Trước khi Tôn Siêu Lỗi cúp điện thoại, ông ấy nói, nhân tiện, Tống tiên sinh, thay tôi gửi lời chào tới Sở Trần. Tống Thiên Dương trầm mặc một lúc lâu mới ngây người nhìn Sở Trần. Sở Trần gần như cảm thấy mặt đầy hoa, ho nhẹ một tiếng, cha, Tôn Tổng đã nói gì? Tống Thiên Dương tỉnh táo lại, Tôn gia sẽ hợp tác chặt chẽ với Tống gia trong ngành gạch men, đồng thời sẽ chèn ép gạch men sứ của Hoàng gia. Tống Thiên Dương nói ra những lời này, bản thân cũng cảm thấy khó tin. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, làm sao hắn có thể tin được Tôn gia sẽ giúp Tống gia, chấn áp Hoàng gia? Triệu Sơn cười thành tiếng, Tống gia chủ, thật là hài hước. Lông mày của Sở Trần nhướng lên, Tiểu Thu, sao còn chưa tiễn khách? Tống Thu mặt không biểu tình, hướng về ý Hiệu Sơn vung tay lên, không nhịn được nói, đi. Triệu Sơn giễu cợt, các ngươi cứ tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng đi, ta ngược lại muốn xem, Tống gia có thể dẫy dụa tới khi nào, mới bị Hoàng gia nuốt mất. Triệu Tín Nhiên cũng liếc nhìn Tống lão gia tử lắc đầu, rất thất vọng, quay lưng bước ra khỏi phòng khách. Hắn thấy, bắt đầu từ những lời tự an ủi vô lý của Tống Thiên Dương, Tống gia đã không còn thuốc chữa. Sau khi bọn người Triệu gia rời đi, Tống Trường Thanh nhìn chằm chằm Tống Thiên Dương, những gì con nói vừa rồi là sự thật chứ? Hoàn toàn là sự thật, Tống Thiên Dương không kìm được kích động trong lòng. Ngành công nghiệp chính của Tống gia là gạch men. Hôm nay bị Hoàng gia đánh cho không thở nổi, có sự giúp đỡ của Tôn gia, cục diện ngành gạch men nhất định có thể xoay chuyển được. Tôn Tổng còn nói một câu, thay hắn chào Sở Trần một tiếng. Tống Thiên Dương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Trần. Người con rể ngốc nghếch này, 5 năm trước chỉ bị giễu cợt, giờ khắp người đều có một vầng hào quang bí ẩn. Trên điện thoại, Tôn Tổng thậm chí còn đề cập đến Sở Trần và gửi lời chào đến cậu ta. Chính xác thì Sở Trần đã làm gì? Tôn Tổng thật khách sáo. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười nhấp một ngụm trà. Anh rể, đồng minh mà anh nhắc tới không ngờ lại là Tôn gia. Tống Thu cũng cao hứng, lần này nhà máy gạch men của Tống gia đã được cứu rồi. Nếu như gạch men được cứu, Tống gia có thể tử thủ đến cùng, ít nhất, cũng sẽ không bị phá sản hoặc hủy hoại. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Không ai có thể ngờ rằng Sở Trần lại có thể thuyết phục được Tôn gia giúp đối phó với Hoàng gia. Sở Trần thực sự mang lại cho Tống gia, vốn đang trên bờ vực diệt vong, một hy vọng sống. Trần ca, anh có phải đã hạ độc Tôn Siêu Lỗi không? Ánh mắt của Hạ Bắc đột nhiên sáng lên, anh cho em một ít, em sẽ lấy về cho cha em ăn. Sở Trần, Hạ gia chủ thật sống không dễ dàng, cậu lại dám chọn Tôn gia làm điểm đột phá, mà còn thuyết phục thành công Tôn gia. Hạ Ngôn Hoan nhìn Sở Trần vẻ mặt ngưỡng mộ, tôi sợ rằng Thiền Thành sẽ khó tìm được người thứ hai lại có thủ đoạn này. Hạ Ngôn Hoan không che giấu được sự tán thưởng trong lời nói của mình. Gạch men của Tôn gia vậy mà còn mạnh hơn Hoàng gia. Sở Trần tự lẩm bẩm. Mọi người đều sững sờ. Sở Trần, anh không phải hiểu rõ năng lực của Tôn gia nên mới tìm tới họ sao? Tống Nhan hỏi, Sở Trần hô một tiếng để che giấu vẻ xấu hổ, hắn thực sự không biết thực lực cụ thể của Tôn gia. Sở Trần lập tức nói, đồng minh mà anh tìm kiếm câu chỉ có Tôn gia, đối với thực lực của Tôn gia, quả thực không hiểu rõ. Tuy nhiên, mục tiêu của anh không chỉ là giữ lại nhà máy gạch men của Tống gia, mà là bắt đầu bằng gạch men, sẽ toàn diện khai chiến Hoàng gia. Lời nói hùng hồn của Sở Trần không làm nổi lên nhiệt huyết của tất cả mọi người có mặt, trái lại, họ nhìn Sở Trần như nhìn một con quái vật. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, vấn đề này, từ đầu đến cuối, vấn đề mà bọn họ suy xét không cùng đường với Sở Trần chút nào. Bọn họ chỉ muốn nghĩ cách để giữ Tống gia dưới cơn bão của Hoàng gia, nhưng Sở Trần lại muốn tiêu diệt Hoàng gia. Tôn gia đúng là đứng đầu ngành gạch men ở Thiền Thành, nhưng xét về khía cạnh khác thì không bằng Hoàng gia. Tống Thiên Dương nói, lời nói của Tống Thiên Dương vừa rơi xuống, tiếng chuông điện thoại trong tay hắn lại vang lên. Hội trường đột nhiên yên lặng, nghĩ đến những gì Sở Trần vừa nói. Đồng minh, không chỉ có Tôn gia,
Tống Thiên Dương nín thở trả lời điện thoại. Tống tiên sinh, tôi là Trần Văn. Thanh âm đầu bên kia điện thoại gọn gàng mà linh hoạt, ngài có hứng thú hợp tác với tôi không? Con người Tống Thiên Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, giám đốc Trần. Sau vài câu nói, Tống Thiên Dương cúp điện thoại, hoàn toàn ngây ngốc nhìn Sở Trần. Giám đốc Trần của tập đoàn Mỹ Giai có ý định hợp tác với Tống gia, anh ta cũng nói thẳng rằng sớm đã không vừa mắt với Hoàng gia, anh ta có thể giúp Tống gia tấn công Hoàng gia. Tống Thiên Dương nhìn vào mắt Sở Trần, không thể diễn tả được, hắn cũng không biết mình cảm thấy thế nào vào lúc này. Tập đoàn Mỹ Giai là một tập đoàn bán lẻ khổng lồ ở Thiên Thành. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác ập đến khiến Tống Thiên Dương hoàn toàn nổ tung. Ngoài Tôn gia và tập đoàn Mỹ Giai, còn có 5 tập đoàn gia tộc quyền lực khác đã gọi tới để đề nghị giúp đỡ Tống gia và chặn đánh Hoàng gia. Mọi người trong phòng khách đều như hóa đá. Những gia tộc hay tập đoàn này, một số nằm trong phạm vi của Thiên Thành, một số khác thì ở các thành phố xung quanh Thiên Thành. Miệng của Tô Nguyệt mở rộng thành chữ O. Bà nhìn chằm chằm Sở Trần với vẻ mặt không tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người con rể này khi nào lại có nội tình giao thiệp sâu rộng như vậy, làm sao có thể thuyết phục được nhiều tập đoàn, gia tộc quyền lực cùng hợp tác trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Lúc này, bọn họ mới thực sự hiểu, cái mà Sở Trần nói toàn diện khai chiến Hoàng gia là như thế nào. Nhiều gia tộc như vậy đoàn kết với nhau, nếu cùng nhau hợp lực, bọn họ tuyệt đối có tư cách tranh giành với Hoàng gia. Sở Trần, cậu thật sự khiến người khác phải bất ngờ. Tô Nguyệt sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn Sở Trần, đây là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích. Trong phòng khách của Tống gia vẫn chìm trong những tiếng cảm thán khó tin. 8 nhóm gia tộc, tập đoàn cộng thêm Tống gia, 9 nhà liên thủ, hướng Hoàng gia khiêu chiến. Một khi tin tức này được tung ra, nó nhất định sẽ gây sóng to gió lớn. Đặc biệt là Tôn gia. Mối quan hệ giữa hai nhà Tôn Hoàng vô cùng tốt, nhưng lần này, Tôn gia đã không ngần ngại đứng chung chiến tuyến với Tống gia. Tất cả những điều này chỉ vì một cái tên, Sở Trần. Anh rể, anh làm như thế nào mà làm được vậy? Tống Thiêu lấy lại tinh thần, ánh mắt gần như mang theo sùng bái nhìn Sở Trần. Hoàng gia một nhà độc đại, có quá nhiều người không thích bọn họ. Sở Trần cười, còn nữa, lão gia tử của chúng ta đức cao vọng trọng, ai cũng nể tình. Tống Nhan khóe miệng giật giật, chỉ có quỷ mới tin những điều viển vông mà Sở Trần nói. Cho dù có người đố kỵ với thực lực của Hoàng gia, bọn họ cũng không thể dứt khoát đứng cùng Tống gia vào lúc này. Bởi vì, cho dù 9 nhà có thể hợp lực, có tư cách để cùng Tống gia khai chiến một trận, nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại hoàn toàn Hoàng gia. Nội tình Hoàng gia quá mức thâm hậu, 9 nhà muốn tổn hại nghiêm trọng đến Hoàng gia, bản thân cũng đại thương, đây vẫn là kết quả tốt nhất, nói không chừng còn bị Hoàng gia đánh bại. Vô duyên vô cớ, sẽ không có ai chịu thua thiệt như vậy giúp Tống gia. Nhưng mà, Tống Nhan cũng biết Sở Trần, tên ngốc này nhất định sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự. Ta muốn lập tức hành động, Tống Thiên Dương không kìm được kích động, hai mắt sáng rực. Tưởng rằng Tống gia không còn sức địch lại, nhưng đột nhiên lại có thêm 8 đồng minh, khiến Tống Thiên Dương nhiệt huyết sôi trào. Dù kết quả có ra sao, cuộc chiến kinh doanh này nhất định sẽ đi vào lịch sử giới kinh doanh của Thiên Thành. Nếu thua, Hoàng gia sẽ được tất cả, còn thể hiện được khí chất của hào môn. Nếu giành chiến thắng, Tống gia sẽ chân đạp lên Hoàng gia, một lần nữa trở lại hàng nhất lưu của Thiên Thành. Lúc này, Tống Thiên Dương tràn đầy tinh thần chiến đấu. Ít nhất, ông ta có thể dùng sức lực của mình để chiến đấu. Khi tất cả mọi người đều đang khinh thường và chế giễu Tống gia, ông đã cho tất cả một phản ứng vang dội. Vì danh nghĩa Tống gia, về phía Tôn gia, để cho cái xương già ta đây đi qua đi. Tống Trường Thanh nói, động tác của Hoàng gia đến rất nhanh, chúng ta ngay buổi sáng nay phải hợp lực lập phương án đối phó với tình huống hiện tại. Mỗi nhà tự đi thật quá phiền phức. Sở Trần nói, chúng ta hãy đặt trước khách sạn, hẹn ngày mai, các nhà cùng nhau gặp mặt và bàn bạc trực tiếp. Tống Thiên Dương sửng sốt, không nhịn được nữa mà nói, nếu như chúng ta chủ động tới cửa, sẽ càng có thành ý hơn. Chúng ta cùng mỗi nhà là hợp tác bình đẳng. Sở Trần nói, thậm chí có thể nói lấy Tống gia làm chủ, đem các nhà tập hợp, cùng một chỗ thương thảo đối sách, mới càng thêm dễ dàng vạch định kế sách cụ thể. Sở Trần nhìn Hạ Ngôn Hoan, Hạ tiên sinh cảm thấy lần này, Tống gia có bao nhiêu phần thắng. Hạ Ngôn Hoan lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Sở Trần, điều ta càng tò mò hơn là với nhiều thế lực như vậy, làm thế nào cậu có thể liên hợp bọn họ. Trong đó có mấy nhà còn có quan hệ không tệ với Hoàng gia.
nếu như bọn họ dốc toàn lực đối phó, hoàng gia tất nhiên trở tay không kịp. Hạ Ngôn Hoan nói, lần này, Tống gia nhất định sẽ làm cho giới doanh nhân Thiền Thành thất kinh. Sở Trần cười, lão gia từ Tống gia nhà chúng ta đức cao vọng trọng, tất cả đều nguyện ý cho cái thể diện này. Tống Trường Thanh mặt tối sầm lại, vậy mà kéo tới trên người mình, hắn tự hỏi bản thân cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Có điều, muốn nói phần thắng, cho dù chín nhà liên thủ, chưa chắc đã thương tổn đến xương tủy của hoàng gia. Hạ Ngôn Hoan nói cho cùng, chín nhà các ngươi, bao gồm cả Tôn gia, quá yếu trong lĩnh vực bất động sản. Sản nghiệp chính của hoàng gia, lấy Kim Than Thành làm gốc, chính là hệ thống bất động sản. Hạ Bắc nói, ý của chú Tư có nghĩa là ngay cả khi chín nhà hợp lực, cũng không thể lay chuyển sản nghiệp chính của hoàng gia. Dù sao, nếu muốn tổn hại nghiêm trọng hoàng gia, thì phải bắt đầu từ Kim Than Thành, đừng quên hoàng gia còn có Diệp gia giúp đỡ. Hạ Ngôn Hoan nói, đương nhiên, sau khi chín nhà liên thủ, hoàng gia muốn đối phó Tống gia cũng không dễ dàng. Trong trận chiến kinh doanh này, tỷ lệ thắng thua giữa hai bên, ta ước tính là 50-50 đi. Tống Thiên Dương hào hứng, 50-50, còn hơn bị hoàng gia đè bẹp thì tốt hơn rất nhiều. Vậy thì đi khách sạn Hoa Đằng đi, Tống Thiên Dương nói dứt khoát, buổi trưa ngày mai, hy vọng các nhà có thể đến. Tống Thiên Dương liếc nhìn Sở Trần, cậu cũng phải cùng đi. Bao gồm cả Tôn Siêu Lỗi trong đó, khi những người này nói chuyện điện thoại, đều là cố ý hay vô ý nhắc tới Sở Trần. Chín nhà hợp lực, do Sở Trần một tay xúc tiến. Sở Trần nghĩ đến rồi gật đầu. Có điều, cụ thể mà nói, vẫn còn có một nhà. Sở Trần nói, có lẽ vừa vặn đánh trúng yếu điểm của hoàng gia. Còn có một nhà khác, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Sở Trần. Thứ duy nhất có thể đánh trúng yếu điểm của hoàng gia, chỉ có thể là bất động sản. Trần ca, đừng nói là Thiền Thành, ngay cả những thành phố xung quanh Thiền Thành, có năng lực để sánh ngang Kim Than Thành của hoàng gia, gần như không có. Hạ Bắc nhìn không được nói. Sở Trần khẽ cười, xung quanh trong miệng ngươi bao gồm cả Dương Thành sao? Hạ Bắc giật mình, quả thật, Dương Thành có không ít đại gia trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, Hạ Bắc trong vô thức đã bỏ qua. Không thể nào những đại gia tộc này lại hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ Sở Trần chống lại hoàng gia. Sở Trần khóe mắt lóe lên một đạo tinh quang, Dương Thành, Ninh gia. Vừa dứt lời, trong lòng Hạ Ngôn Hoan chấn động dữ dội, mở to hai mắt, buột miệng nói, không thể nào. Trần ca, ngay cả Ninh gia cũng bị anh thuyết phục. Hạ Ba chít một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Thiên Nam đệ nhất gia tộc, Ninh gia, Tống lão gia tử cũng ngẩn ra, nhìn Sở Trần. Tống Thiên Dương dùng mình một cái, trong lòng kịch liệt run rẩy. Ninh gia, nằm ở Dương Thành, tuy nhiên, nó được biết đến như là gia tộc đệ nhất của Thiên Nam. Phạm vi của Thiên Nam là toàn bộ miền Nam, có thể có được danh tiếng đệ nhất gia tộc của Thiên Nam cho thấy sức mạnh của Ninh gia khủng bố như thế nào. So với Ninh gia, hoàng gia ở Thiền Thành đơn giản là không đáng nhắc tới. Nếu Ninh gia sẵn sàng giúp đỡ Tống gia, thì chẳng phải hoàng gia chết chắc rồi sao? Ngay cả Tống Thu cũng có thể nói một cách đơn giản thô bạo. Mấy người nhìn chằm chằm Sở Trần, ngay cả Hạ Bắc cũng không thể tin được, thực lực của Ninh gia quá mạnh, ở Dương Thành, Hạ gia và Diệp gia là đại gia ở Dương Thành, nhưng Ninh gia còn trên cả họ, là đệ nhất gia tộc ở Thiên Nam. Không ai có thể liên tưởng Tống gia với Ninh gia, bọn họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sở Trần mặt không chút thay đổi, đứng lên nhìn Tống Trường Thanh, lão gia tử đức cao vọng trọng, ngươi ngậm miệng lại. Tống Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Sở Trần, ông ấy không muốn bị Sở Trần chụp mũ lên đầu. Ông dù đức cao vọng trọng đến đâu, cũng không thể kinh động tới đệ nhất gia tộc của Thiên Nam nhúng tay vào chuyện này. Tôi sẽ liên lạc cụ thể với Ninh gia, trưa mai, đại diện của Ninh gia cũng sẽ đến đúng giờ. Sở Trần nói, đêm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi, bận bịu cả ngày, chắc hẳn các người đều mệt mỏi rồi. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, bà xã, trở về đi ngủ thôi. Tai của Tống Nhan đột nhiên đỏ bừng, tuy rằng trở về ngủ trong phòng riêng, nhưng Sở Trần lại nói trước mặt cả nhà, điều này quá dễ khiến người ta hiểu lầm. Trước khi những người còn lại kịp phản ứng, Sở Trần đã nắm tay Tống Nhan bước ra khỏi phòng khách. Cuộc phản kích của Tống gia sẽ là ngày mai. Tất cả những gì cần làm bây giờ chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường trở về, Hạ Bắc lái xe không nhìn được nói, chú Tư, chú nói nếu Ninh gia ra tay, cộng thêm sự giúp đỡ của các gia đình kia, hoàng gia sẽ có bao nhiêu phần thắng. Hạ Ngôn Hoan khóe miệng dương nhẹ. Hẳn là phải chết không nghi ngờ. Hạ Bắc cảm thán,
Ai có thể nghĩ rằng trong trận chiến giữa Hoàng gia và Tống gia vẫn có thể tập hợp sức mạnh và giáng cho Hoàng gia một đòn nặng nề như vậy. Cháu thực sự rất mong chờ ngày mai. Điều mà ta không đoán ra được là, Hạ Ngôn Hoan cau mày nói, con cháu Ninh gia đều là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, trước giờ không cho ai mặt mũi cả. Sở Trần, với thân phận của hắn, làm sao có thể thuyết phục Ninh gia để Ninh gia giúp đỡ trấn áp Hoàng gia? Mà lại, vô duyên vô cớ đàn áp Hoàng gia cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ninh gia. Hạ Ngôn Hoan phân tích, ngoài ra, loại đả kích lớn thế này, nhất là muốn đem Hoàng gia triệt để phá sản, cũng sẽ gây tổn thất rất lớn cho Ninh gia. Ninh gia vì sao lại ra tay vì Sở Trần? Hạ Ngôn Hoan nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu. Nhưng trong ấn tượng của Hạ Ngôn Hoan, Sở Trần cũng không phải loại người xuất khẩu cuồng ngôn. Hắn đã nói rằng Ninh gia sẽ ra tay, cái đó nhất định không thể là giả. Bản lĩnh cẩu Trần ca, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Hạ Bắc thở dài, đột nhiên nói, chú Tư, chú nghĩ, nếu cha cháu biết chuyện Ninh gia ra tay giúp đỡ Tống gia, ông ấy có nghĩ bản thân là kẻ ngốc không? Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc dám nói lời này với cha của cậu ta, nhưng hắn thì không dám tùy ý phụ họa cùng. Hạ Bắc mang điện thoại ra gọi, cha, để con nói cho cha biết một chuyện, Ninh gia đã hứa sẽ giúp đỡ Tống gia, con gây chuyện đã đủ chưa? Giọng Hạ Vọng Giang giống lên, sao con không nói Sở Trần là tổ tông của Ninh gia? Hạ Vọng Giang cúp điện thoại, Hạ Bắc sững sờ, hắn còn đang suy nghĩ, nếu hắn báo lại chuyện này cho cha hắn thì cha hắn sẽ đổi ý, cùng Ninh gia trấn áp Hoàng gia. Không ngờ tới, hắn mới nói một câu liền đã bị đánh trở về. Giọng nói truyền đến từ điện thoại khiến Hạ Bắc tức giận không thôi, ngày mai lão già ông liền biết. Thiên Thành về đêm, một cơn bão đang lặng lẽ nổi lên. Hoàng gia một tay che trời, bọn họ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để vùi dập hoàn toàn Tống gia ở hầu hết khắp các hướng. Tất cả mọi người đều chờ đợi nhất cử nhất động của Tống gia. Suy đoán nhiều nhất chính là người Tống gia quỳ xuống đất van xin Hoàng gia tha thứ. Tống gia, vẫn còn khá kiên nhẫn nha. Diệp gia, Diệp Thiếu Hoàng đang đánh giá ly rượu nho thơm ngon, khóe miệng cong lên, vậy mà đến bây giờ, bọn vẫn chưa chịu cầu xin Hoàng gia. Lần này, Hoàng gia tự mình ra tay. Thậm chí không cần bất kỳ kẻ nào bỏ đá xuống giếng, Tống gia sắp biến mất trong bụi đất lịch sử của Thiền Thành. Diệp Thiếu Hoàng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, khẽ mỉm cười. Anh ta đang mong chờ vở kịch hay tiếp theo. Sở Trần, tao không tin, chỉ là tên ở rể như mày, lại có thể đắc tội nổi gia tộc số một của Thiền Thành. Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy bầy trời đêm nay hết sức mỹ lệ. Tôn gia, phòng làm việc yên tĩnh, Tôn lão gia ngồi trên ghế bành. Sức nặng to lớn của cơ thể ông khiến cả chiếc ghế bành vang ra tiếng kêu cót két. Cha, bên cạnh ghế bành của Tôn lão gia, có một người đàn ông trung niên, khuôn mặt và tướng mạo giống hệt Tôn lão gia, nếu Sở Trần nhìn thấy, có thể sẽ kêu lên, hai vị Phật Di Lặc. Người đàn ông trung niên là Tôn Siêu Lỗi, ánh mắt lúc này hiện lên vẻ nghi hoặc, con đã gọi điện cho Tống Thiên Dương đúng như mệnh lệnh của cha, nhưng tại sao chúng ta lại gây chiến với Hoàng gia? Tôn lão gia nhắm lại và lắc lư chiếc ghế của mình. Một lát sau, Tôn lão gia hai mắt chậm rãi mở ra, con có biết tổ tiên của Tôn gia là ai không? Tôn Siêu Lỗi giật mình, sau đó nói, gia phả ghi chép, tổ tiên là một thầy bói, sống bốn biển là nhà, cuối cùng đi đến Thiền Thành, chọn nơi này làm nơi lập nghiệp. Không sai, Tôn lão gia tử lạnh nhạt nói, sự thực bên trong chuyện này, một thân bản lĩnh của tổ tiên Tôn gia chúng ta chính là được truyền thừa từ một cái kỳ môn. Tên là Cửu Huyền Môn. Đồng từ Tôn Siêu Lỗi bất giác co rút lại, Cửu Huyền Môn. Thiên Hạ Kỳ Môn, Cửu Huyền Vi Tôn. Tôn lão gia tử nói, con cháu của Tôn gia luôn phải ghi nhớ thân phận của mình chính là Cửu Huyền Môn một mạch. Con không phải lúc nào cũng tò mò, em trai con đã đi đâu sao? Nó đã tiến vào Cửu Huyền Môn và học thủ đoạn của Kỳ Môn, mỗi một đời Tôn gia đều sẽ có một người được đưa vào Cửu Huyền Môn. Ngữ khí Tôn lão gia tử dừng lại. Theo gia quy của Tôn gia truyền qua các đời, phải đợi khi em trai con trở về, ta mới có thể đem sự tình về Cửu Huyền Môn nói cho các con biết. Trong lòng của Tôn Siêu Lỗi chấn động, ông ta thốt lên, ý cha là, Sở Trần cũng là một thành viên của Cửu Huyền Môn. Vì vậy, Tôn gia của chúng ta phải ra tay giúp đỡ. Tôn lão gia tử ngồi thẳng người, nhìn về phía Tôn Siêu Lỗi, nói Tôn gia không phải là ra tay giúp đỡ, mà là nghe theo mệnh lệnh của Sở Trần. Tôn Siêu Lỗi ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được, trợn to hai mắt. Nghe theo mệnh lệnh, vẻ mặt của Tôn lão gia tử nghiêm nghị, ta nhận được là Cửu Huyền thiếu chủ lệnh, con hiểu điều này có ý nghĩa gì không?
Sở Trần, chính là thiếu chủ của Cửu Huyền môn sao? Tôn Siêu Lỗi kinh hô, điều này đồng nghĩa với việc hoàng gia sẽ bị giáng một đòn trước nay chưa từng có. Tôn lão gia tử từ tốn nói, xuất phát từ thân phận là bằng hữu, khi ta tiếp nhận Cửu Huyền thiếu chủ lệnh, bỏ qua sự nguy hiểm, ta đã nói bóng gió để ám chỉ với Hoàng Giang Hồng để ông ấy thu tay lại, nhưng ông ta lại quyết tâm tiêu diệt Tống gia. Thân phận có nguồn gốc Cửu Huyền môn giống như Tôn gia chúng ta, còn có rất nhiều. Tôn Siêu Lỗi hỏi, ngày mai, khi con đến khách sạn Hoa Đằng liền sẽ biết. Tôn lão gia tử nói, thiên hạ kỳ môn, Cửu Huyền vi tôn, trăm ngàn năm qua không ai có thể lay chuyển được. Hơn nữa, trong thế giới cổ võ, các đại phái cổ võ chính thống đều coi thường kỳ môn, cho rằng kỳ môn là bàng môn tà đạo, duy chỉ có Cửu Huyền, cho dù là đại phái cổ võ chính thống, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đôi mắt của Tôn lão gia lóe lên tia lãng lệ, trên thân có một cỗ khí thế rất mạnh, chỉ sợ toàn bộ thiền thành không ai biết Tôn lão gia là một cao thủ cổ võ. Truyền thừa các đời Tôn gia, sẽ có một người được gửi đến Cửu Huyền môn. Cửu Huyền chín mạch, liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Hồi đó, những gì Tôn lão gia học được khi ông tiến vào Cửu Huyền môn chính là quyền cước cổ võ. Cửu Huyền thiếu chủ lệnh, Tôn Siêu Lỗi lẩm bẩm một mình, hắn nghĩ đến một tầng thân phận khác của Sở Trần, ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng quái dị. Làm thế nào mà thiếu chủ của Cửu Huyền môn, với thân phận tôn quý và nổi bật như vậy, lại có thể trở thành con rể của Tống gia? Vận khí của Tống gia thật tốt, Tôn Siêu Lỗi cảm thán, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng bởi vì một mình Sở Trần, Tống gia mới có thực lực thách thức hoàng gia. Cùng lúc này, vị thiếu chủ của Cửu Huyền môn mà Tôn Siêu Lỗi đang hiếu kỳ, lúc này đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ của biệt thự và ăn nho. Tống Nhan đi ra ngoài sau khi tắm xong, liếc nhìn Sở Trần, do dự mấy lần. Có quá nhiều nghi vấn trong đầu cô, từ lúc Mạc Nhàn bị đánh cho đến phản ứng của các gia tộc lớn ngày hôm nay, cô đã ở bên cạnh Sở Trần gần như suốt một khoảng thời gian. Cô hoàn toàn không thấy Sở Trần gọi điện thoại, cũng không đi gặp ai. Nhưng mà, bắt đầu từ ba chữ xuất hiện trên điện thoại di động của Sở Trần ngày hôm nay, các đồng minh của Tống gia lần lượt xuất hiện như nấm. Sở Trần nốt cuộc đã làm như thế nào? Bà xã, ngồi đây. Sở Trần vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh cười nói, bóc cho anh một quả nho, anh sẽ giải đáp nghi ngờ của em. Tống Nhan do dự một chút, bước tới ngồi xuống, Ninh gia, Tôn gia, những gia tộc này vì cái gì lại giúp chúng ta? Trên người Tống Nhan vừa mới tắm xong toát ra mùi thơm thoang thoảng, khiến đầu óc Sở Trần không khỏi lắc lư. Sở Trần đưa chùm nho trong tay cho Tống Nhan. Tống Nhan nhìn Sở Trần, cô thật sự rất tò mò, cô bóc một quả nho cho Sở Trần. Nho của vợ ta thật là ngọt. Sở Trần ăn một miếng, vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi Tống Nhan bóc ba quả nho liên tiếp cho Sở Trần, cô ấy đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào Sở Trần, ý tứ rất rõ ràng. Cô muốn biết câu trả lời. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, Sở Trần cười nhẹ, anh không phải nói cho em biết anh có 9 vị sư phụ sao? Tống Nhan gật đầu, ban đầu cô không tin những gì Sở Trần nói, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của Sở Trần ngày hôm qua, cô quả thật đã tin, chắc chắn có cao nhân đằng sau Sở Trần. Bằng không, một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế? Một vị sư phụ của anh, họ Ninh, Sở Trần mỉm cười, chậm rãi nói, về phần những người khác, cũng là vì 9 vị sư phụ có mặt mũi lớn, nói một câu liền được đáp ứng. Tống Nhan sững sờ, Sở Trần cùng Thiên Nam đệ nhất gia tộc Ninh gia, lại còn có một mối liên hệ như thế. Nếu đúng như vậy thì cũng không khó lý giải tại sao Ninh gia lại đồng ý giúp Tống gia. 9 vị sư phụ, một vị là họ Ninh. Tống Nhan nghĩ tới đây, đột nhiên nói một câu, 9 vị sư phụ của anh, địa vị chắc hẳn đều rất lớn. Sở Trần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, có thể coi như vậy. Lông mày Tống Nhan nhướng lên, người bị mình đụng vào 5 năm trước, đến tột cùng là hạng người nào. Tuy rằng không biết xuất thân của 8 vị sư phụ khác của Sở Trần, nhưng Sở Trần có quan hệ như vậy với Ninh gia, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ phát triển cùng với Ninh gia. Có một cỗ cảm xúc phức tạp trong lòng Tống Nhan. Sở Trần nhá miệng một hồi, Tống Nhan lấy lại tâm tình, cô lườm hắn một cái, liền bóc một quả nho cho hắn, sau đó ném những trái nho còn lại cho Sở Trần, đứng dậy nói tôi không có hỏi nữa. Tống Nhan cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng bước về phòng. Sở Trần hai tay cầm quả nho, hồi tưởng vừa rồi mùi thơm, liền tiếc nuối. Sớm biết, hắn đã thừa nước đục thả câu. Sở Trần ăn một quả nho, nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thiên Dương và những người khác tối nay, anh không khỏi tự nhủ, Ninh lão tiên,
nghĩ không ra ông thực sự không có gạt ta, Thiên Nam đệ nhất gia tộc, Ninh gia, quả nhiên còn rất lợi hại. Sở Trần cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, không ai trong hoàng gia để hắn vào mắt. Trong mắt người hoàng gia, đôi chân của Hoàng Ngọc Hằng còn quý hơn của Mạc Nhàn gấp trăm vạn lần. Đã chọc thủng trời rồi, vậy thì dứt khoát biến bầu trời ở Thiền Thành hoàn toàn thay đổi đi. Một đêm trôi qua, Sở Trần thức dậy vào ngày hôm sau và đi dạo bên cạnh Hồ Tống. Trên Mai Hoa Thung, ngày nào Tống Thu cũng dậy sớm để luyện tập kỳ lân bộ pháp, nhưng hôm nay không thấy tăm hơi đâu cả. Sau khi tản bộ trở về, Sở Trần thấy Tống Thu đang đứng ở dưới lầu biệt thự, ăn mặc rất chỉnh tề, ngay cả mái tóc rõ ràng cũng đã được chải chuốt cẩn thận. Anh rể, sao anh còn có thể thong thả tản bộ vậy? Mọi người đều đang đợi anh xuất phát rồi. Tống Thu trông thấy Sở Trần liền vội vàng lên tiếng. Sở Trần liếc nhìn thời gian, không phải là hẹn các nhà vào buổi trưa sao? Hiện tại, mới chỉ 8 giờ sáng. Cha nói hẹn 11 giờ, có điều, chúng ta phải đi sớm để bày tỏ thành ý. Tống Thu nói, giọng nói có chút run rẩy. Chín nhà hội đàm, thảo luận phương án đối phó với hoàng gia. Thậm chí có thể được gặp Thiên Nam đệ nhất gia tộc Ninh gia. Nếu Ninh gia cũng đến, tức là 10 nhà hợp nhất. Điều này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Thiên Nam. Chỉ là, Ninh gia kẻ được mệnh danh là đệ nhất gia tộc ở Thiên Nam, cũng chưa từng hành động như vậy, huống chi là hạ mình tới ngồi cùng một chỗ với từng gia tộc. Khóe miệng Sở Trần giật giật, chúng ta đến khách sạn Hoa Đằng, tính cả thời gian kẹt xe cũng không mất nửa tiếng. Tuy nhiên, Sở Trần nhìn vẻ mặt của Tống Thu liền biết thằng nhóc này ngày hôm nay không được bình tĩnh. Cha và ông nội đã đợi sẵn ở phòng khách rồi. Tống Thu nhàn nhạt liếc nhìn Sở Trần, muốn giục nhưng không dám giục. Sở Trần cũng có thể hiểu được cảm giác của bọn họ. Chờ ta một lúc, Sở Trần lên lầu, Tống Nhan đã ngồi sẵn trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, chuẩn bị kỹ càng. Đối với Tống gia mà nói, ngày hôm nay liên quan đến sinh tử tồn vong của Tống gia. Cho dù Tống gia thành hay bại, tất cả đều nằm ở đây. Đây là hy vọng duy nhất trong tuyệt cảnh. Chỉ trong một đêm, Hoàng gia không ngừng trấn áp Tống gia. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, hôm nay Tống gia có thể tuyên bố phá sản. Bà xã, yên tâm đi, chúng ta có thể bắt đầu phản kích ngay lập tức. Sở Trần cho Tống Nhan một nụ cười tự tin. Sau nửa giờ, Tống Thu chờ đợi mỏi mắt, cuối cùng cũng đợi được đến khi Sở Trần và Tống Nhan xuống lầu. Một bên khác, Tống Thiên Dương cũng đồng dạng trông ngóng, kiềm chế nóng nảy trong lòng chờ Sở Trần đến. Tối hôm qua Diệp Phi Tuyền đã tuyên bố công khai rằng sẽ có một loạt hợp tác then chốt giữa Hoàng gia và Diệp gia. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng. Thực lực của Tống gia và Hoàng gia khác biệt như ngày đêm. Người của Thiền Thành đều đang chờ Tống gia bị đánh tả tơi, chật vật đầu hàng. Dù sao, chính Tống gia ngày hôm qua mới là kẻ tuyên bố gây chiến với Hoàng gia. Giới doanh nhân Thiền Thành đều đang chờ đợi để xem trò cười này. Nếu không phải vì những lời nói mà Sở Trần đã nói tối hôm qua và những cuộc điện thoại liên tục mà Tống Thiên Dương nhận được, Tống Thiên Dương chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy đám người Sở Trần đã đến, Tống Thiên Dương nóng lòng đứng lên, xuất phát thôi. Sở Trần còn không kịp nói lời nào, vừa đi vào phòng khách, liền trơ mắt nhìn Tống Thiên Dương hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Sở Trần, hắn còn dự định tới ăn sáng và pha một ấm trà. Rất hiển nhiên là nhạc phụ đại nhân không muốn cho Sở Trần cơ hội này. Xe của Tống gia từ từ lái ra ngoài. Trong bóng tối, ai đó đã cầm máy ảnh và chụp bức ảnh này. Rất nhanh tin tức được đưa ra. Tống gia đã ra ngoài tập thể, bị nghi ngờ là trốn khỏi Thiền Thành một bài đăng đã làm bùng nổ diễn đàn. Tống gian hang như vậy liền nhận thất bại. Thật đáng thất vọng, trước đó liền bọt nước còn chưa nhấc lên điểm nào, đã tuyên chiến với Hoàng gia. Hôm qua Tống Thiên Dương có phải bị động kinh không? Đáng thương Tống Tam tiểu thư, như hoa như ngọc, dung mạo như tiên nữ, tương lai chỉ sợ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, từ Phượng Hoàng Phú Quý thành chim sẻ gặp nạn, thật khiến người ta xót xa. Vinh Đông cầm lấy điện thoại di động, xem qua các bài viết, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hình ảnh hắn mong chờ đã diễn ra. Hồ Tử, theo sát động thái của Tống gia và báo cho ta trong suốt quá trình. Vinh Đông gọi một cú điện thoại, cười nói. Chụp thêm vài tấm ảnh, đặc biệt là của Sở Trần, tao muốn xem dáng vẻ chật vật của hắn, nhân tiện, mày có thể mở một bài đăng trực tiếp và cập nhật nó bất cứ lúc nào. Vinh Đông hưng phấn vô cùng, không kịp chờ đợi lại gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Hoàng cùng Tiền Bộ Thiệu. Với sự nổi tiếng của các bài đăng phát sóng trực tiếp, sáng sớm,
toàn bộ giới thương nhân Thiền Thành dường như đang theo dõi cuộc chạy trốn của Tống gia. Biệt thự Hoàng gia, Hoàng Dương và Hoàng Vũ đang nhận được tin tức từ nhiều nguồn khác nhau. Tống gia thật không chịu nổi một kích. Hoàng Dương tâm trạng cực tốt, trên mặt nở nụ cười, nếu tình hình này vẫn tiếp tục, cho dù Tống gia bị xóa sổ ở Thiền Thành, chúng ta cũng sẽ không phải trả giá quá nhiều. Từ hôm qua đến giờ, ngắn ngủi 24 giờ, một trận bão lớn đã xảy ra giữa Hoàng gia và Tống gia. Cho đến nay, tình hình tạm thời của cơn bão này, Hoàng gia, Hoàng Ngọc Hằng mất đi đôi chân, trong khi Tống gia táng gia bại sản, thậm chí nhà tan cửa nát. Đây là một cái kết đối với Hoàng Dương coi như không tệ. Hoàng Vũ sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo hung ác, có tin tức nói rằng Tống gia đã bắt đầu trốn khỏi Thiền Thành, sờ chân, tuyệt không thể bỏ qua. Chú hai, chú yên tâm, chỉ cần chúng ta phá hủy được Tống gia, sau khi chúng ta ổn định lại, chỉ cần trả một cái giá, mua Sở Trần biến mất, không khó. Hoàng Dương nói, Sở Trần cũng không phải kẻ vô địch thiên hạ, chỉ cần trả ra cái giá đủ lớn, sẽ có người có thể giải quyết hắn. Về phần vết thương ở chân của Ngọc Hằng, tôi tin tưởng rằng Ngọc Hằng hẳn là một người có thiên tướng, hắn được trời bảo hộ. Hoàng Vũ gật đầu, lúc này, có người từ bên ngoài bước nhanh vào. Hoàng Ngọc Trân cầm điện thoại di động kêu lên, cả nhà Tống gia đã đến khách sạn Hoa Đằng, bọn họ chắc hẳn định dùng một bữa no nê lần cuối, rồi từ từ lên đường sao. Hoàng Dương và Hoàng Vũ đồng thời nhíu mày, cả thành phố đang tập trung vào con đường chạy trốn của Tống gia. Tuy nhiên, lộ tuyến này, có điểm kỳ lạ. Bữa ăn cuối cùng, Hoàng Ngọc Trân bình luận trên bài đăng trực tiếp của Hồ Tử. Khách sạn Hoa Đằng, khoảnh khắc Tống Thu bước xuống xe, cậu cảm thấy mình sắp chết ngạt. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu lại có một sự căng thẳng đến nghẹt thở không thể giải thích được. Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, khóe mắt liếc nhìn Sở Trần, Tống Thu càng thêm khâm phục, vẫn là anh rể bình tĩnh. Tống Thu nhận thấy ngay cả cha mình khóe miệng cũng có chút run rẩy. Khoảnh khắc bước chân lên gạch lát nền của khách sạn Hoa Đằng, Tống Thiên Dương cũng trở nên căng thẳng. Ông lo lắng rằng đây như là một giấc mơ. Ông đang lo lắng Sở Trần bị những gia tộc này lừa gạt, bọn họ không có khả năng hợp tác với Tống gia. Có thể bọn họ đang hợp tác với Hoàng gia, trêu ghẹo Tống gia, cuối cùng một chân đá Tống gia xuống vực sâu. Quản lý tại tiền sảnh của khách sạn Hoa Đằng đã nhận ra chiếc xe đang đậu ở cửa, nhướng mày một chút. Trên điện thoại di động của mình, hắn ta cũng đang đọc một bài đăng về việc Tống gia chạy trốn khỏi Thiền Thành. Tống gia sắp phá sản. Trước khi rời khỏi thành phố Thiền Thành, chẳng lẽ còn muốn dừng lại ăn một bữa cơm chùa? Người quản lý tiền sảnh của khách sạn Hoa Đằng cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người Tống gia. Vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Ngày hôm qua, anh ta nhận được cuộc gọi đặt phòng của Tống Thiên Dương, quầy lễ tân của khách sạn Hoa Đằng lập tức báo tin cho anh, điều này khiến anh ta rất khó hiểu. Hoa Đằng Hotel, đây là chuỗi khách sạn 5 sao quốc gia, cũng là một trong những khách sạn tốt nhất trong số các khách sạn cao cấp ở Thiền Thành. Căn phòng mà Tống Thiên Dương đã đặt cũng là phòng đắt nhất trong khách sạn Hoa Đằng. Dưới sự tấn công như vũ bão của Hoàng gia, làm sao Tống gia vẫn có thể nhàn hạ và có tiền để đến khách sạn Hoa Đằng dùng bữa sang trọng. Hắn liếc nhìn chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của mình, nở nụ cười gằn, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, anh ta bước ra ngoài, vẻ mặt trở lại bình thường, trên mặt nở một nụ cười, hoan nghênh mấy vị, tôi là quản lý tiền sảnh trực ban ngày hôm nay, Võ Đức Khuynh. Quản lý Võ, tôi là Tống Thiên Dương, tôi đã đặt phòng trước. Tống Thiên Dương nói, khuôn mặt của Võ Đức Khuynh lộ ra vẻ xấu hổ, thực xin lỗi, Tống Tiên Sinh, tối hôm qua có quầy lễ tân có chút sai sót. Phòng riêng của Hoa Đằng hôm nay đều đã được đặt trước, thực sự là thật có lỗi, ngài có thể dùng bữa trong đại sảnh. Nghe vậy, vẻ mặt Tống Thiên Dương trầm xuống. Dùng bữa trong đại sảnh, bản thân muốn dùng quy cách cao nhất để nghênh đón Tôn gia và 8 đối tác khác, thậm chí có thể còn có một đại diện của Ninh gia. Tống Thiên Dương cảm thấy xấu hổ nếu tiếp các đối tác của mình trong đại sảnh. Tống Thu nhíu mày, quản lý Võ, chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi. Đây là lỗi của nhân viên lễ tân. Võ Đức Khuynh cười nói, đương nhiên, đây là lỗi của Hoa Đằng, vì thế hôm nay các vị dùng bữa tại Hoa Đằng, sẽ giảm giá 20% đồ uống. Võ Đức Khuynh ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười, nhưng ẩn sâu trong mắt hắn là một sự khinh bỉ vô hình. Giảm 20% đồ uống, Tống gia hiện tại chỉ sợ cũng không kham nổi đi. Hổ Tử là một tên săn tin chuyên nghiệp, Vinh Đông đã trả giá cao để mời anh ta để điều tra tình hình của Tống gia. Tất cả những gì diễn ra ở tiền sảnh khách sạn đều được Hồ Tử chụp ảnh bí mật và cập nhật lên diễn đàn trong thời gian nhanh nhất.
Tống gia nghèo túng, ngay cả tư cách tiến vào khách sạn Hoa Đằng cũng không có. Lần này Tống gia hoàn toàn xong rồi, tôi đã xem qua lịch sử của Thiền Thành, Tống gia năm đó là một trong ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành. Đến tột cùng là vị thần nào lên sóng trực tiếp vậy, bức ảnh này có độ nét cao đến mức lấy được cả vẻ tuyệt vọng trong mắt Tống Thiên Dương. Bài đăng ngày càng được lan truyền, Hổ Tử cũng tràn đầy khí thế, không ngờ mình lại có cơ hội trở thành nam thần diễn đàn. Đồng thời, Hổ Tử cũng chụp Tống Nhan vài tấm ảnh cận cảnh. Lúc này, gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Tống Nhan sẽ tạo cảm giác trái ngược trong mắt người xem. Làm sao một con gái xinh đẹp như vậy lại có thể gặp cảnh bất hạnh này? Xét cho cùng, Tống gia vẫn là bị hủy do tên con ở rể. Bình luận này ngay lập tức được nhiều người khen ngợi, nhất là nhìn ảnh Tống Tam tiểu thư, nghĩ đến cảnh người con gái xinh đẹp như vậy không ngờ phải gả cho tên ở rể 5 năm, thật khiến người ta đau lòng. Cải trắng tốt lại để cho heo ủi. Khách sạn Hoa Đằng, sau khi Tống Thiên Dương thương lượng vài câu, Võ Đức Khuynh vẫn thái độ như cũ. Hắn khẳng định rằng phòng riêng của khách sạn Hoa Đằng đã được đặt trước hết rồi. Sở Trần, giờ phải làm sao? Tống Nhan không khỏi níu góc áo của Sở Trần, trầm giọng nói. Đại sảnh cũng không tệ. Sở Trần cười, tôi nghe nói đại sảnh của Hoa Đằng được trang trí cũng khá lộng lẫy và xa hoa, tôi còn chưa tới qua, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Tống Trường Thanh cũng thở nhẹ một hơi và bước vào. Đến đâu thì hay đến đó. Tống gia đã không còn đường lui. Mời tới bên này, Võ Đức Khuynh mỉm cười và vẫy tay. Hắn đã an bài một vị trí trong đại sảnh có tầm nhìn đặc biệt rộng cho đám người Tống gia. Trong quá trình này, hắn rõ ràng có người đang chụp trộm để đăng lên diễn đàn nên đã cố tình an bài vị trí thoáng đạt, ai cũng quan sát thấy. Mời ngồi, Võ Đức Khuynh mỉm cười, khi nào cần gọi món, các vị hô một tiếng là được. Tống Thu Nghẹn đầy bụng tức, trực tiếp ngồi xuống. Biểu cảm của Tống Trường Thanh và Tống Thiên Dương cũng vô cùng khó coi. Bọn họ không dám tưởng tượng, đại diện các nhà sẽ như thế nào khi thấy Tống gia chỉ bố trí một chỗ ở đại sảnh của khách sạn Hoa Đằng. Chỉ sợ, ngay lập tức sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Dù sao, những đại diện của mỗi nhà có lẽ chưa bao giờ dùng bữa ở đại sảnh khách sạn bao giờ cả. Quản lý Võ, đang ngồi xuống, đột nhiên có người lên tiếng. Võ Đức Khuynh vừa định đi thì dừng lại, nhìn Sở Trần cười nói, nếu tôi không nhầm thì đây là tam cô gia của Tống gia đi. Lời nói của Võ Đức Khuynh có phần chế giễu. Sở Trần ngẩng đầu lên, ồ, Hoa Đằng, phòng nào tốt nhất? Võ Đức Khuynh sửng sốt, sau đó nghiền ngẫm cười đáp, Đằng Long số 1 chắc bây giờ anh nghĩ rằng Đằng Long số 1, Tống gia của chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội đi vào đúng không? Sở Trần cười, anh tin hay không? Anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta vào Đằng Long gạch dưới á 4 số 1. Võ Đức Khuynh cau mày, sau đó chế nhạo, tôi rất mong chờ. Võ Đức Khuynh quay mặt đi. Sở Trần liếc nhìn đám người Tống Thiên Dương, cười nói, thực ra nơi này cũng không tệ, với tầm nhìn bao quát, chúng ta cũng có thể để người khác nhìn ra các mối quan hệ của Tống gia. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, cho tới bây giờ, chỉ có Sở Trần là còn có tự tin. Tống Nhan chỉ hy vọng những gì Sở Trần nói đêm qua không phải là nói dối. Chỗ tối, Hổ Tử liên tiếp chụp mấy bức ảnh, người nhà Tống gia đang bưng một ấm trà và uống trà. Hổ Tử cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, xem ra Tống gia đúng là muốn ăn một bữa no nê rồi trốn khỏi Thiền Thành. Hổ Tử cập nhật bài đăng, đại sảnh khách sạn, Võ Đức Khuynh cười lạnh, quay đầu liếc qua, lập tức nói với một nhân viên bảo vệ bên cạnh, nhớ để ý kỹ. Tôi cảm thấy đám người Tống gia hôm nay đến đây để ăn cơm chùa. Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện cười. Võ Đức Khuynh cười nói, vị kia của Tống gia, kẻ từng nổi tiếng khắp thành phố là đồ đần ở rể Tống gia, vừa nói tôi sẽ phải quỳ xuống cầu xin bọn họ đi vào Đằng Long số 1. Nhân viên bảo vệ sững sờ một lúc, sau đó lập tức cười ha hả, quản lý Võ, cô gia của Y Ống gia, ngớ ngẩn đến mức này sao? Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Tại lối vào của khách sạn Hoa Đằng, một chiếc xe chậm chậm lái vào. Võ Đức Khuynh nhìn sang, vội vàng sắp xếp quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Nhân viên bảo vệ cũng tăng tốc độ, bước tới và mở cửa lớn. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest bước xuống xe. Võ Đức Khuynh nhìn một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười, thì ra là Trần Đồng Sự. Trần Đồng Sự hôm nay tới Hoa Đằng, sao không báo trước, giám đốc Lưu của chúng tôi lại vừa mới lái xe ra ngoài. Không sao, tôi hẹn một người bạn uống trà. Trần Khuông Toàn, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Giai. Võ Đức Khuynh cúi đầu khom lưng, cười nói, Trần Đồng Sự, xin mời vào bên trong. Chỉ có một nữ thư ký đi theo Trần Khuông Toàn. Nhân tiện,
Trần Đồng Sự, bạn của ngài đặt phòng riêng nào vậy? Võ Đức Khuynh vừa đi vừa hỏi. Trần Khuông Toàn nói, Đằng Long số 1. Võ Đức Khuynh đột ngột dừng lại, nhìn Trần Khuông Toàn, thất thanh, Đằng Long số 1. Trần Khuông Toàn nhướng mày, sao vậy? Võ Đức Khuynh trong lòng run nhẹ. Đằng Long số 1 ở khách sạn Hoa Đằng hiếm khi được đặt trước nếu không phải là có khách VIP. Từ hôm qua đến giờ, người duy nhất gọi điện đặt chỗ cho Đằng Long số 1 là Tống Thiên Dương. Mạo muội hỏi một chút, bạn của Trần Đồng Sự là, Võ Đức Khuynh thận trọng hỏi. Ồ, là vị bằng hữu đến từ Tống gia. Trần Khuông Toàn nhìn Võ Đức Khuynh với một chút nghi ngờ, trong lòng cũng có tia giận. Tại Thiền Thành, hắn đến bất kỳ khách sạn nào, cũng không bị truy vấn như vậy. Trước mặt hắn ta, người mà ngay cả tên hắn cũng không biết quản lý tiền sảnh, vậy mà ở đây truy vấn ngọn nguồn. Võ Đức Khuynh sắc mặt tái mét, hắn không thể ngờ rằng Tống gia lại dành Đằng Long số 1 để chiêu đãi chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai. Nhưng bây giờ, cả nhà Tống gia đã bị hắn an bài ở đại sảnh. Xin lỗi, có phải là chủ tịch Trần không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Trái tim của Võ Đức Khuynh đột nhiên đập rộn ràng. Quay đầu lại nhìn, Tống Thu bước ra ngoài, ánh mắt hiển nhiên không giấu được vẻ hưng phấn. Cậu đã xem một số cuộc phỏng vấn của Trần Khuông Toàn trên TV. Cậu nhanh chóng nhận ra Trần Khuông Toàn. Tống Thu hào hứng bước lên. Cậu cho rằng dù tập đoàn Mỹ Giai có đến cũng chỉ là người đại diện. Không ngờ, chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai lại đích thân tới. May mà anh rể cho mình ra xem. Xin chào, Trần Đồng Sự. Tống Thu rất cố gắng trấn tĩnh, liếc nhìn Võ Đức Khuynh, sau đó nghiến răng nói, tôi xin lỗi, Trần Đồng Sự, phòng mà Tống gia chúng tôi đã đặt không thể vào, chúng tôi chỉ có thể ở đại sảnh. Tống Thu trong lòng thấp thỏm, nhìn Trần Khuông Toàn một cách thận trọng. Cậu sợ vị chủ tịch này sẽ tức giận và quay người bỏ đi. Đúng như Tống Thu nghĩ. Mặt Trần Khuông Toàn trực tiếp trầm xuống. Lúc này, Tống Thu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, hoảng hốt thốt lên, tối qua cha tỏi đã gọi điện và đặt chỗ cho Đằng Long số 1, nhưng được quản lý Võ cho biết rằng do lỗi của quầy lễ tân, không chỉ Đằng Long số 1, tất cả những phòng riêng đều đã được đặt. Trong lòng của Võ Đức Khuynh khẽ run lên, sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì nói, quả thực là lỗi ở quầy lễ tân, tôi đã đền bù tương ứng cho Tống gia rồi. Trần Khuông Toàn nhìn thoáng qua Võ Đức Khuynh, không nói gì, ngược lại ánh mắt rơi vào trên người Tống Thu, dần đường đi. Tống Thu sững sờ trong giây lát, vội vàng gật đầu, cậu vui vẻ nói, Trần Đồng Sự, mời đi lối này. Nhìn thấy Tống Thu và Trần Khuông Toàn đang đi về phía trước, Võ Đức Khuynh thất thần. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai vậy mà lại hạ mình ngồi ở đại sảnh với Tống gia. Võ Đức Khuynh nghĩ rằng Trần Khuông Toàn trong cơn tức giận sẽ quay lưng bỏ đi. Lúc đó Trần Khuông Toàn chỉ biết đổ lỗi cho Tống gia. Thật bất ngờ, Trần Khuông Toàn không lại bận tâm và đi theo Tống Thu. Người nhà Tống gia bất ngờ khi thấy Tống Thu vừa rời đi đã quay trở lại, Tống Thiêu bước nhanh hơn. Trần Đồng Sự đến rồi, thanh âm của Tống Thu không kìm được kích động, hạ giọng nói lớn. Chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, Trần Khuông Toàn, Tống Thiên Dương cũng sửng sốt, không ngờ rằng vậy mà chủ tịch sẽ đích thân đến. Tống Thiên Dương sắc mặt lập tức nóng lên. Có chút xấu hổ. Mình vậy mà để đường đường chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai tới uống trà và ăn cơm trong đại sảnh này. Trần Đồng Sự, Tống Trường Thành đứng lên, tiến lên hai bước chào hỏi Trần Khuông Toàn. Trần Khuông Toàn và Tống Trường Thành bắt tay và nói vài câu khách khí. Chào Tống Tiên Sinh, Trần Khuông Toàn cũng đồng thời chào hỏi Tống Thiên Dương, sau đó ánh mắt quét qua rơi vào trên người Sở Trần. Tống Nhan Âm thầm đẩy Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Khuông Toàn. Nhẹ nhàng cười, đã tới. Đã tới, người nhà Tống gia sửng sốt. Sở Trần chào hỏi câu quá ngoài ý muốn. Chỉ hai từ đơn giản, thậm chí không phải là câu xưng hô. Cái này cũng quá tùy ý. Tựa như là những người bạn thân với nhau. Tống Thiên Dương khóe miệng co giật kịch liệt. Lúc này, Trần Khuông Toàn đi về phía Sở Trần, chủ động đưa tay, Sở Thiếu. Sở Trần sắc mặt vô hình giật giật một cái, nhìn về phía Trần Khuông Toàn. Tuy rằng hắn lấy thân phận thiếu chủ của Cửu Huyền Môn, đánh ra Cửu Huyền thiếu chủ lệnh, thế nhưng hắn cũng nói rõ là sẽ không bộc lộ thân phận trước mặt mọi người, vậy mà Trần Khuông Toàn lại cung kính với hắn như thế. Trần Khuông Toàn này còn nói một chữ Sở Thiếu trước mặt công chúng. Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Trần không tiện đánh vào thể diện Trần Khuông Toàn, tượng trưng đứng lên, bắt tay Trần Khuông Toàn rồi để Trần Khuông Toàn ngồi xuống. Trần Khuông Toàn vui mừng ngồi bên cạnh Sở Trần. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Tống Thiên Dương như chết lặng khi nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt Trần Khuôn Toàn. Đây là đại sảnh của Hoa Đằng, không phải phòng riêng Đằng Long số 1. Mà vị chủ tịch Trần này, chẳng những không có một chút chán ghét, mà còn vui vẻ ngồi ở bên cạnh Sở Trần. Chờ đã, hắn vừa rồi gọi Sở Trần là cái gì? Sở thiếu, Tống Thiên Dương ngơ ngác nhìn Sở Trần. Vị con rể ngốc nghếch suốt 5 năm trời này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tống Nhan không khỏi nhìn nghiêng nhìn Sở Trần. Hắn nghĩ đến thân phận mà Sở Trần nói tối hôm qua. Có vẻ như Trần Khuông Toàn đã biết thân phận của Sở Trần và Ninh gia. Trong bóng tối, Hồ Tử đột nhiên tỉnh táo lấy lại tinh thần. Trợn mắt há mồm, hắn vội vàng cầm máy ảnh lên chụp nhanh vài tấm hình. Trần Khuông Toàn, chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, bất ngờ xuất hiện tại Hoa Đằng, lại ngồi cùng bàn với Tống gia. Toàn bộ diễn đàn lại bùng nổ, Tống gia đến khách sạn Hoa Đằng, chẳng lẽ là có hẹn với Trần Khuông Toàn? Lúc này tập đoàn Mỹ Giai lại dám đến gần Tống gia như vậy. Nhìn xem, Trần Đồng Sự cười nói khá vui vẻ. Triệu gia, Triệu Sơn sững sờ, đưa điện thoại cho Triệu Tín Nhiên. Tập đoàn Mỹ Giai, chính là át chủ bài của Sở Trần sao? Triệu Tín Nhiên mỉm cười, tập đoàn Mỹ Giai chỉ là xuất chúng trong lĩnh vực của hắn ta. Nếu hắn ta muốn dung chuyển Hoàng gia và cứu Tống gia, e rằng tập đoàn Mỹ Giai phá sản, cũng không có hy vọng. Sở Trần quả thực ý nghĩ hão huyền, Triệu Sơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà cười nói. Chương 220 Hoàng gia, Hoàng Ngọc Trân cũng đang theo dõi bài đăng này. Tập đoàn Mỹ Giai muốn giúp Tống gia, đôi mắt Hoàng Vũ lóe lên tia sáng lạnh, vậy thì liền giết một người để dân trăm người, lập tức trấn áp tập đoàn Mỹ Giai cho ta. Ta muốn xem toàn bộ Thiền Thành còn có ai dám ngồi cùng một chỗ với Tống gia. Hoàng Vũ đằng đằng sát khí. Hãy cho họ thấy rõ ràng rằng Hoàng gia là bá chủ thực sự của Thiền Thành. Thu thập tất cả thông tin về tập đoàn Mỹ Giai ngay lập tức. Hoàng Dương ra lệnh một cách dứt khoát. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Hoàng Giang Hồng vừa nghe thấy những lời nói cuối cùng của Hoàng Dương, tập đoàn Mỹ Giai đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông nội, tập đoàn Mỹ Giai vậy mà dám công khai thương lượng với Tống gia, có vẻ như bọn họ muốn giúp đỡ Tống gia và ngăn cản chúng ta. Hoàng Ngọc Trân tranh công. Là cháu phát hiện ra tin tức này đầu tiên. Lông mày của Hoàng Giang Hồng hơi giật giật, có một cảm giác khó chịu trong lòng. Một tập đoàn Mỹ Giai đơn thuần, không tính là gì cả. Hoàng Vũ giễu cợt nói, con còn đang mong người Triệu gia sẽ hành động một chút vào lúc này, không ngờ, bọn họ vẫn bình tĩnh, chờ chúng ta trấn áp tập đoàn Mỹ Giai, Triệu gia, chỉ sợ là không dám động. Hoàng Giang Hồng gật đầu, chân của Ngọc Hằng, có gì mới không? Vừa nói xong. Hoàng Vũ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Con đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời các bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng từ Thiền Thành và thậm chí cả nước về tụ hội, tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có tiến triển gì. Hoàng Vi Kiêu thở dài, bên kia Diệp Yên báo tin, nghe nói là trưởng lão của bọn họ đang trên đường tới đây. Cha, người yên tâm nghỉ ngơi, trong nhà có con cùng chú hai điều phối, còn lại mấy anh em bọn con ở bên ngoài phụ trách chấp hành, Tống gia, chịu không qua nổi hôm nay. Hoàng Dương tràn đầy tự tin. Chờ một chút, Hoàng Ngọc Trân đột ngột nói, bài đăng đã được làm mới một lần nữa, một ông chủ của công ty khác xuất hiện tại Hoa Đằng, không, chính xác là, ông ta xuất hiện trên bàn ở đại sảnh của Tống gia. Hoàng Ngọc Trân bị sốc, tại sao lại như vậy? Bọn họ không sợ đắc tội với Hoàng gia chúng ta sao? Lông mày của Hoàng Giang Hồng giật giật, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Khách sạn Hoa Đằng, khuôn mặt của Võ Đức Huynh đã tối sầm lại. Cả người như bị đông cứng, khó bước được một bước. Quản lý Võ, có khách tới. Lời nói của bảo vệ cẩn thận vang lên bên tai Võ Đức Huynh. Khi Võ Đức Huynh nghe những lời này, toàn thân không khỏi run lên. Kể từ khi Trần Khuông Toàn đến từ tập đoàn Mỹ Giai tới, lần lượt hơn 5 ông chủ của tập đoàn gia tộc quyền lực đã xuất hiện trước lối vào Hoa Đằng. Tôi đã hẹn với Tống gia, phòng riêng Đằng Long số 1 vẫn là câu nói này. Võ Đức Huynh như sắp khóc. Nếu như ông trời cho Võ Đức Huynh một cơ hội nữa, hắn ta nhất định sẽ thành thật, không làm khó Tống gia, sắp xếp Tống gia đi đến phòng riêng Đằng Long số 1. Dẫn vị ông chủ mới đến này đi về phía trước, trái tim của Võ Đức Huynh đang rỉ máu. Phải biết rằng trong đại sảnh hôm nay, bàn của Tống gia cô vài vị ông chủ có thể nói là những người đứng đầu trong các lĩnh vực của bọn họ ở Thiền Thành và cả các thành phố xung quanh Thiền Thành. Hôm nay họ đều đến vì Tống gia. Mặt của Võ Đức Huynh trở nên tím tái. Quản lý Võ, cơ thể của anh có chút không khỏe sao? Sở Trần quan tâm hỏi khi nhìn thấy Võ Đức Huynh. Trong lòng của Võ Đức Huynh run lên. Tuy nhiên,
lúc này hắn chỉ biết nghiến răng chịu đựng đến cùng. Không sao, cảm ơn đã quan tâm. Nụ cười hiện tại của Võ Đức Khuynh còn xấu hơn khóc. Tôi còn chưa thử qua việc bàn hợp tác ở đại sảnh đâu. Ông chủ mới tới trông đầy tươi tắn, sau khi ánh mắt rơi vào Sở Trần, ông ta nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Sở Trần, ở đó là đều đã có người ngồi bên cạnh, ông ta không khỏi lộ ra vẻ phiền muộn, bước tới gần Sở Trần, Sở Thiếu, tôi là Hùng Nhạc đến từ Thuận Thành. Thuận Thành Hùng gia có thể đứng hàng thứ ba trong các gia tộc hàng đầu ở Thuận Thành. Hùng Nhạc là gia chủ Hùng gia của thế hệ này, thật sự, vẫn là, dạng này, ánh mắt mọi người Tống gia nhìn Sở Trần chết lặng, bởi vì các ông chủ vừa tới trước, không có ngoại lệ, đều gọi Sở Trần là Sở Thiếu. Mỗi người tới đều chào hỏi Sở Trần trước, sau đó mới ngồi xuống. Điều này cho thấy, trong lòng những người này Sở Trần được coi trọng như thế nào. Tống Thu nhìn Sở Trần đầy sùng bái. Anh rể, thật tuyệt vời. Tống Thu đếm một chút đã có 7 nhà tới. Nhóm gia đình đã gọi điện vào tối hôm qua, chỉ còn Tôn gia chưa tới. Đội hình này đã đầy đủ cường đại. Anh rể từ lúc nào lại có khả năng đoàn kết những đối tác này trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Vào lúc này, một diễn đàn ở Thiền Thành đã hoàn toàn bùng nổ. Con mẹ nó, các đại lão đang tụ tập. 7 nhà này, nhà nào so với Tống gia cũng lớn hơn. Bây giờ tất cả đều đang ngồi với Tống gia, còn ngồi ở đại sảnh. Chẳng lẽ hoàng gia thật sự khiến người ta chán ghét? Vinh Quang Quyền Quán, nụ cười trên mặt của Vinh Đông đã hoàn toàn đông cứng. Cầm điện thoại, nhìn tin tức mới xuất hiện. Nếu không phải hổ tử, thám tử mà hắn ta thuê với giá cao, hắn ta còn nghi ngờ những bức ảnh này đều là sản phẩm qua chỉnh sửa. Làm sao có thể? Vinh Đông không thể tin được. Những đại lão này có phải ăn no rừng mỡ? Không có lý do gì mà lại ở đây để giúp đỡ Tống gia. Đã nói, còn buổi truyền hình trực tiếp đường trốn thoát của Tống gia thì sao? Vinh Đông cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt. Sở Thiếu, toàn trường im lặng như chết. Những người xung quanh không khỏi choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngay cả gia chủ Tôn gia, Tôn Siêu Lỗi còn gọi con rể của Tống gia là Sở Thiếu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát cả mấy người Tống gia. Hôm nay đến 8 nhà, mỗi một nhà đến, đều là đại lão. Thế nhưng, mỗi người đều vô cùng khánh khí với Sở Trần, không có nửa điểm ngạo khí của một đại lão. Tôn Tổng, ngồi đi. Sở Trần cười cười, không có một chút thụ sủng nhược kinh. Cái bắt tay của Sở Trần và Tôn Siêu Lỗi chắc chắn đã được hổ tử chụp lén. Bức ảnh được đăng tải lên diễn đàn gây xôn xao dư luận. Nhiều người dường như đánh hơi thấy một mùi bất thường. Tôn gia, trong số các tập đoàn Thiền Thành, thực lực tổng hợp có thể nói chỉ đứng sau Hoàng gia và Triệu gia, còn về ngành gạch men sứ, tuyệt đối là sự tồn tại bậc lão đại của ngành này. Quan trọng hơn, giữa Tôn gia và Hoàng gia có rất nhiều hợp tác. Cứ như vậy, nếu Tôn gia giúp Tống gia chống lại Hoàng gia, lại càng dễ làm Hoàng gia tổn thất hơn. Phòng nghị sự Hoàng gia, bầu không khí ngưng kết đến cực hạn. Tôn gia, vẻ mặt của Hoàng Vũ lạnh như băng, nắm đấm thô bạo siết chặt. Bọn họ cho rằng có thể đối phó với chúng ta như thế này sao? Hoàng Dương ánh mắt lóe lên tia tức giận, nhưng mà, không thể không nói, cứ như vậy, việc phá tan Tống gia đã là chuyện không thể nữa rồi. Ta không tin, 8 nhà này thực sự sẽ hoàn toàn ủng hộ Tống gia. Hoàng Vũ nói, nhất định chỉ vì một loại lợi ích thôi. Không thể xem nhẹ, ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe lên một tia lạnh lùng, một khi 9 nhà liên thủ, bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta một số rắc rối. Có điều không thể dung chuyển căn cơ Hoàng gia được, bọn họ chú định không thể giành chiến thắng trong trận chiến này. Đại sảnh của khách sạn Hoa Đằng, Tôn Siêu Lỗi không ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Võ Đức Khuynh, người vừa đi theo anh ta. Võ Đức Khuynh sắc mặt tái nhợt, hai chân có chút nhũn ra. Võ Đức Khuynh, Đằng Long số 1, ai đang ở bên trong? Tôn Siêu Lỗi hỏi, Võ Đức Khuynh dùng mình một cái, há mồm không trả lời được. Anh ta có thể tìm ra bất cứ lý do gì để gây khó dễ cho Tống gia, nhưng giờ đây, chiếc bàn này chỉ toàn những đại lão, còn có Tôn Siêu Lỗi. Tôn Siêu Lỗi có thể dễ dàng kiểm tra dữ liệu đặt phòng của khách sạn Hoa Đằng, hắn chính là có gan to bằng trời cũng không dám tiếp tục nói láo, đồng thời, cái này nếu nói láo, sẽ không thể xong với Tôn Siêu Lỗi. Là, Võ Đức Khuynh sắp khóc không ra nước mắt, thực xin lỗi Tôn Tổng, tôi, ban đầu tôi chỉ muốn nói đùa với những bằng hữu Tống gia thôi. Tôn Siêu Lỗi thần sắc trầm xuống. Khách sạn Hoa Đằng, lại có thể mắt chó coi thường người khác như vậy sao? Trần Khuông Toàn ngồi bên cạnh Sở Trần lạnh lùng nói. Xem ra sau này không cần đến khách sạn này nữa.
Hùng Nhạc nói, Võ Đức Khuynh lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, di chuyển hai chân liền tiến lên vài bước, các vị, thực xin lỗi, Đằng Long số 1 đã chuẩn bị kỹ càng. Tống Thu liếc nhìn Võ Đức Khuynh, không khỏi hừ lạnh. Tống Thu không quên gương mặt của người quản lý họ Võ này khi họ mới đến Hoa Đằng. Trần Khuông Toàn và những người khác vô ý thức đứng lên. Không cần, Sở Trần đột nhiên nói, ta thấy đại sảnh cũng rất tốt, tầm nhìn rất rộng. Mấy người lập tức lại ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, con người Tống Trường Thanh không khỏi co rút lại. Lần hợp tác này có vẻ suôn sẻ hơn những gì ổng tưởng tượng. Mấy vị đại lão này đều rất tôn trọng vị cháu ở rể này. Tôn Siêu Lỗi nhìn chằm chằm vào Võ Đức Khuynh với vẻ mặt u ám. Võ Đức Khuynh trong lòng tràn đầy hối hận, hai chân nhất thời run lên. Vô tình chạm phải ánh mắt của Sở Trần, Võ Đức Khuynh nghĩ đến những gì Sở Trần nói vừa rồi. Tất cả những điều này luôn nằm trong dự liệu của Sở Trần. Sau lưng anh ta bỗng có nhiều tiếng bước truyền đến. Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ kinh động tới một số người phụ trách của khách sạn Hoa Đằng. Người đàn ông trung niên đi đầu chính là giám đốc Liêu mà lúc đầu Võ Đức Khuynh đã nói. Giám đốc Liêu sắc mặt ảm đạm, ông ta đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Võ Đức Khuynh, sau đó lãnh đạm nói, từ giờ phút này, anh đã bị Hoa Đằng cho thôi việc, thanh âm như sấm sét bên tai, khiến thân thể Võ Đức Khuynh mãnh liệt rung động lên. Hoa Đằng là một trong những khách sạn tốt nhất trong ngành. Bị Hoa Đằng sa thải, điều này có nghĩa là anh ta sợ rằng sẽ không có khách sạn nào có thể tiếp nhận anh ta nữa. Động thái hôm nay trực tiếp khiến anh ta rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Lúc này, Võ Đức Khuynh không thể quan tâm tới cái gì khác, anh ta nhanh chóng tiến lên vài bước, khuỵu gối xuống trước mặt Sở Trần, Sở Thiếu, thực xin lỗi, mời ngài rời bước tới Đằng Long số 1 đi. Bị Hoa Đằng sa thải. Điều này có nghĩa là anh ta sợ rằng sẽ không có khách sạn nào có thể tiếp nhận anh ta nữa. Động thái hôm nay trực tiếp khiến anh ta rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Lúc này, Võ Đức Khuynh không thể quan tâm tới cái gì khác, anh ta nhanh chóng tiến lên vài bước, khuỵu gối xuống trước mặt Sở Trần, Sở Thiếu, thực xin lỗi, mời ngài rời bước tới Đằng Long số 1 đi. Tuy không biết cụ thể nguyên nhân là gì, nhưng Võ Đức Khuynh có thể nhìn ra được. Trong buổi gặp mặt hôm nay, con rể của Tống gia tuyệt đối chính là tiêu điểm. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào Sở Trần. Sở Thiếu, giám đốc Liêu hiển nhiên đã nhận được không ít tin tức trước khi đi tới, trầm giọng nói, sự việc hôm nay là lỗi của Hoa Đằng, tất cả chi phí của Đằng Long số 1 hôm nay sẽ miễn toàn bộ, đây là sự biểu thị áy náy thành tâm từ Hoa Đằng. Sở Trần đứng lên với nụ cười trên mặt, nếu ta không rời đi, thật là quá đáng quá đi. Khi Sở Trần cùng đoàn người biến mất ở lối đại sảnh, vẻ mặt của giám đốc Liêu lại ảm đạm trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Đức Khuynh, cậu ngay cả những nguyên tắc cơ bản nhất của Hoa Đằng cũng đã quên rồi sao? Võ Đức Khuynh vẻ mặt cầu xin, thanh âm run rẩy, tôi biết mình sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội, giám đốc Liêu. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Giám đốc Liêu trực tiếp xua tay chặn lại, quay người rời đi. Võ Đức Khuynh mặt xám như tro, đứng chết lặng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình chẳng qua nghĩ chỉ muốn trêu đùa. Làm khó dễ Tống ra một chút, nhưng cuối cùng, lại tự hủy hoại tiền đồ của mình. Cơ hội hối hận cũng không còn. Đằng Long số 1, căn phòng sang trọng hơn 100 mét vuông, trang trí bên trong, từng ly từng tí đều lộ ra vẻ xa hoa. Sau khi Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan ngồi xuống, một thân ảnh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sở Trần. Đó là Tôn Siêu Lỗi. Đôi mắt của Trần Khuông Tòa mang theo vẻ ai oán. Tôn Siêu Lỗi mặt không thay đổi, ngồi thẳng người. Đám người lần lượt ổn định vào chỗ ngồi, ánh mắt Sở Trần rơi vào Tống Thiên Dương. Theo thủ tục thông thường, gia chủ Tống gia, người khởi xướng cuộc tụ họp này mới có thể phát biểu. Tống Thiên Dương tự nhiên nhận ra vấn đề này, cổ họng ngầm ướt, nhưng mà vừa định mở miệng, hắn lại không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Tống Thiên Dương nhìn Tống Trường Thanh với vẻ cầu cứu. Vẻ mặt Tống Trường Thanh rất bình tĩnh, trầm giọng nói, thay mặt Tống gia. Tôi xin cảm ơn tất cả các vị có thể vào thời điểm này đứng ra, bàn bạc việc hợp tác với Tống gia, cảm ơn mọi người. Tống Trường Thanh cúi đầu, lão gia tử, khách khí. Hùng Nhạc cười, đây là việc chúng tôi nên làm. Có điều, chúng ta tụ họp ngày hôm nay cũng không phải để bàn về việc hợp tác với Tống gia. Trần Khuông Toàn nói, vẻ mặt của Tống gia không khỏi biến đổi. Sở Trần nhìn chằm chằm vào Trần Khuông Toàn. Trần Khuông Toàn không dám dừng lại. Nhanh chóng nghiêm túc nói, trao đổi hợp tác là không thể nào, chúng ta muốn lấy Tống gia lãnh đạo, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, đồng tâm hiệp lực, đối phó hoàng gia. Trần Khuông Toàn ra hiệu với thư ký phía sau, thư ký đưa cho Trần Khuông Toàn một phần tài liệu.
Phần tài liệu này ghi chép lại chi tiết các phương diện tài sản khác nhau mà tập đoàn Mỹ Giai có thể sử dụng bây giờ, tôi giao nó cho Tống gia, sau khi Tống gia chuẩn bị tốt, chỉ cần cho tôi biết cách thức thực hiện là được. Trần Khuông Toàn đặt phần tài liệu lên bàn một cách gọn gàng và linh hoạt. Tống Thiên Dương nín thở, nhìn chằm chằm đống tài liệu này. Trần Khuông Toàn nói lời này, đơn giản là một cái ý tứ. Tập đoàn Mỹ Giai liền bày ra ở đây, Tống gia muốn làm gì cũng được. Cái này còn mẹ nó cái gì hợp tác nữa? Tống Thu há hốc mồm đến cực điểm, cậu có thể hiểu được ý nghĩa những gì mà Trần Khuông Toàn nói, lấy Tống gia làm chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này hoàn toàn là phục tùng theo Tống gia chỉ huy. Tống Thu nhịn không được liếc nhìn chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, theo lời đồn đại thì chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai là một thiên tài kinh doanh. Sự phát triển của tập đoàn Mỹ Giai trong những năm gần đây càng là không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ vị chủ tịch này, dường như khác hẳn so với những tin đồn. Anh ta trực tiếp đặt mình lên thớt, để Tống gia đến làm thịt. Tống Trường Thanh chưa kịp nói gì thì lại có một tập tài liệu khác đặt trên bàn. Sản nghiệp Hùng gia, tình hình đại khái cũng ở hết đây. Hùng Nhạc nói, chúng ta mỗi nhà đều có thế mạnh riêng ở mỗi ngành, khi chúng ta tập hợp lại với nhau, chắc chắn có thể cạnh tranh Hoàng gia. Các nhà còn lại cũng sớm đã chuẩn bị tài liệu, các phần tư liệu lần lượt xuất hiện trên bàn. Mỗi một phần tư liệu đều đại biểu một cỗ chi viện cho Tống gia. Mà lại, những lực lượng này, mặc cho Tống gia tùy ý điều động. Tống Trường Thanh và Tống Thiên Dương nhìn nhau với ánh mắt nóng bỏng. Tống gia, có thể cứu. Những gì xảy ra ngày hôm nay, đối với họ nó giống như một giấc mơ. Không dám tưởng tượng những gia đình này lại bất chấp hậu quả để giúp Tống gia. Tống Thiên Dương ánh mắt lại rơi vào Sở Trần. Từ quyết định hướng Hoàng gia khai chiến, đến bây giờ. Hết thảy mọi thứ đều do Sở Trần chi phối. Sự chân thành được thể hiện bởi các nhà này cũng là vì Sở Trần. Lúc này, tâm trạng Tống Thiên Dương rất phức tạp. Ông thực sự không thể đoán được tại sao những người cầm lái các tập đoàn này lại nguyện ý tận lực giúp đỡ như thế. Tất cả vì cho Sở Trần mặt mũi. Mặt mũi này thực sự quá lớn. Thông tin cụ thể, Tôn gia vẫn chưa chuẩn bị hoàn thiện. Tôn Siêu Lỗi nói, bất quá, Tôn gia sẽ lấy ngành gạch men làm chủ. Đồng thời kết hợp một số dự án hợp tác với Hoàng gia, tấn công Hoàng gia, cụ thể hành động, tôi sẽ chuẩn bị sớm và gửi lại. Được, Tống Thiên Dương vô cùng phấn khích. Tống gia, khởi tử hồi sinh. Tiểu Thu, cất hết những tài liệu này đi. Sở Trần nói, để phục vụ mang đồ ăn lên đi, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Vừa nói, Sở Trần vừa liếc nhìn thời gian. Còn 10 phút nữa là đúng 11 giờ. Sở Trần bĩu môi, điện thoại di động vang lên. Trần ca, em xem trên diễn đàn rồi. Giọng Hạ Bắc đầy phấn khích, Trần ca thật quá tuấn tú, thống lĩnh 8 tập đoàn thế lực, vậy mà đến đủ. Em đã sớm gửi ảnh cho vị ngoan cố nhà em rồi, hừ, để ông ta hối hận đi, em đã sớm nói với ông ấy, Trần ca của ta không phải người tầm thường. Sự oán hận của Hạ Bắc dường như không nhỏ, không ngừng tán gẫu. Cậu đang ở đâu? Sở Trần hỏi, Hạ Bắc sửng sốt một chút, giọng nói có chút ấp úng, tôi đang lái xe. Đang đi vòng quanh thành phố, có chút nhàm chán. Ngồi ở phía lái phụ, Hạ Ngôn Hoan nhìn chằm chằm Hạ Bắc. Đứa cháu trai này, sáng sớm đã đưa hắn đi. Đúng là hắn đã lái xe loanh quanh, nhưng là đi vòng quanh khách sạn Hoa Đằng, cứ thế tiếp tục đi vòng tròn. Nếu cậu rảnh thì đến ăn cơm đi, tôi đang ở phòng riêng của Đằng Long số 1 trong khách sạn Hoa Đằng. Ngay khi giọng nói của Sở Trần rơi xuống, điện thoại của Hạ Bắc đã cúp trong giây lát. Sở Trần sững sờ, nhưng mà... Không đến mấy phút, cánh cửa của Đằng Long số 1 được đẩy ra. Một người phục vụ bước vào cùng với Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan. Trần ca, Hạ Bắc mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười. Sở Trần, Hạ Ngôn Hoan danh tiếng trong giới kinh doanh cũng không nhỏ, mấy người có mặt cũng có giao lưu, bọn họ nhanh chóng làm quen. Sở Trần nói, những tư liệu này của chúng ta, cỏ Hạ tiên sinh xem qua, định ra một phương án, chắc hẳn không khó đi. Hạ Ngôn Hoan liếc mắt nhìn, sau đó mỉm cười. Xem ra bữa cơm hôm nay không thể ăn miễn phí rồi. Mọi người đều cười một tiếng. Đối thủ của bọn họ là Hoàng gia, được mệnh danh là gia tộc giàu có số 1 ở Thiên Thành. Nhưng từ bọn họ không thể cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Dường như là tình thế bắt buộc, Tống Nhan rót một ly rượu đỏ cho Sở Trần, đồng thời nâng ly, nhẹ giọng nói, Sở Trần, cảm ơn anh. Sở Trần cười, Tống gia, không phải cũng là nhà của tôi sao? Sau đó hắn uống hết ly rượu. Trong lòng Tống Nhan có một dòng nước ấm áp vô ý thức tuôn ra. Cửa vào của khách sạn Hoa Đằng,
Hổ Tử đang dọn đồ của mình để đi ra ngoài. Tống gia đã dọn đến phòng riêng Đằng Long số 1, đừng nói chụp lén, cho dù là tầng 6, anh ta cũng không thể tùy tiện bước lên đó. Sóng trực tiếp đã kết thúc, mọi người trong diễn đàn vẫn đang bàn luận, rất nhiều người đang mong chờ Tống Gia Hiên hợp các nhà sẽ phản đòn như thế nào. Hổ Tử vừa đi ra khỏi cửa thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới nhanh như chớp. Dừng lại trước lối vào chính của khách sạn Nhoa Đằng, Rolls-Royce Phantom, biển số của Dương Thành, tính hiếu kỳ của Hổ Tử lại bị khơi dậy, anh vội vàng lách người sang một bên, nhìn chằm chằm chiếc xe. Như một phản xạ có điều kiện, Hổ Tử lấy máy ảnh ra. Giám đốc Lưu bước ra khỏi khách sạn, một người thanh niên bước xuống xe, cả người toàn hàng hiệu xa xỉ, lại bước xuống từ chiếc xe này, anh ta ngay lập tức được Hổ Tử gán cho là một phú nhị đại chính hiệu. Các đại thần tụ họp tại khách sạn Hoa Đằng, Hổ Tử không biết thân phận của người thanh niên này, chụp ảnh xong liền đăng lên diễn đàn. Trong vòng vài giây, toàn bộ diễn đàn bùng nổ. Ôi trời ơi, tôi không nhận sai người đúng không? Mẹ nó, bà già này nhìn thấy như muốn thai. Ta thân là nam nhân, còn muốn có một đứa con cho anh ta. Ninh Tử Châu, 26 tuổi, thiếu gia của Thiên Nam đệ nhất gia tộc Ninh gia, là một trong Thiên Nam thập đại thiếu gia. Tháng trước, anh ta còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành, mà nguyên nhân lại không do xuất thân của anh ta, mà bởi vì vị thiếu gia họ Ninh này thực sự là kỳ tài giới kinh doanh. Hổ Tử tiện tay nhìn thoáng qua những bình luận, cũng kinh ngạc ngây người. Thiên Nam Ninh gia. Tại sao thiếu gia của Ninh gia lại xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng? Ninh thiếu gia, xin mời. Sau khi giám đốc Lưu nhận ra thân phận của Ninh Tử Châu, ông ta không dám lơ là. Ninh Tử Châu hai mắt sáng như sao, cất bước đi vào, tôi tới phòng riêng Đằng Long số 1. Giám đốc Lưu sửng sốt, vội vàng gật đầu. Anh thầm hít một hơi khí lạnh, may mắn ông quả quyết sa thải Võ Đức Khuynh một cách dứt khoát, nếu không thì khách sạn Hoa Đằng đã bị Võ Đức Khuynh hại chết. Tống gia. Vậy mà có thể mời được Thiên Nam Ninh gia. Không những thế, còn cử thiên kiêu chói mắt trong thế hệ trẻ tuổi của Ninh gia tới đây, điều đó đủ để chứng minh, Ninh gia rất coi trọng cuộc gặp gỡ này với Tống gia. Hoàng gia, điện thoại di động của Hoàng Ngọc Trân đột nhiên không cầm chắc mà rơi xuống đất. Âm thanh tiếp đất của điện thoại rất thanh thúy, đánh thẳng đến tâm hồn của Hoàng Ngọc Trân. Hoàng Ngọc Trân, đích tôn trưởng tử của Hoàng gia, là người tiêu biểu trong thế hệ trẻ Hoàng gia, có thể đại biểu người Hoàng gia. Tuy nhiên, hắn đã từng cố gắng hết sức, nhưng không thể hòa nhập vào vòng tròn giới này. Vòng tròn của công tử nhà giàu Thiên Nam, ví dụ, Thiên Nam thập đại thiếu gia, chờ một chút. Những công tử nhà giàu này, hắn còn không có cách nào để kết giao. Nhưng Hoàng Ngọc Trân thông qua nhiều kênh khác nhau cũng biết những người này. Ninh Tử Châu, giọng nói của Hoàng Ngọc Trân run lên, trong số Thiên Nam thập đại thiếu gia, có hai vị họ Ninh, một trong số đó chính là Ninh Tử Châu. Ninh gia ở Thiên Nam. Hoàng Dương bất ngờ nhìn Hoàng Ngọc Trân, có chuyện gì vậy, sao con lại nghĩ đến Thiên Nam Ninh gia? Cha, xem diễn đàn vừa rồi đi. Hoàng Ngọc Trân nhặt điện thoại di động lên, Ninh Tử Châu đã xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng. Trong lòng mấy người Hoàng gia chấn động, khách sạn Hoa Đằng ngày hôm nay là một cái tên cực kỳ nhạy cảm. Mỗi người trong khách sạn Hoa Đằng xuất hiện đều có thể liên quan đến Tống gia. Hoàng Giang Hồng sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Giả thiết Ninh Tử Châu xuất hiện vì Tống gia, thì đây sẽ là một thảm họa cho Hoàng gia. Thiên Nam Ninh gia, Thiên Nam đệ nhất gia tộc không phải là thứ mà Hoàng gia có thể chống lại. Tuy nhiên, trong mắt Hoàng gia, Tống gia từ đầu đến cuối đều như con kiến. Chỉ là trùng hợp thôi. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói, tôi tuyệt đối không tin rằng Tống gia lại có thể hợp tác với Ninh gia. Lời nói tuy như thế, nhưng khoảnh khắc Ninh Tử Châu xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng, trong lòng đám người Hoàng gia không khỏi trầm xuống. Thiên Nam Ninh gia, bất động sản của Ninh gia, trải rộng khắp cả nước, bất động sản của Ninh gia có thể được xếp vào top 3 trong cả nước. Nếu Ninh gia muốn trấn áp Hoàng gia, nhất định sẽ đánh thẳng vào sản nghiệp hạch tâm của Hoàng gia. Chú ý tất cả động tĩnh của khách sạn Hoa Đằng. Hoàng Giang Hồng nói, đồng thời, thông báo cho những người khác biết rằng từ giờ phút này trở đi, hãy nâng cao tinh thần, cho dù không có Ninh gia, Tôn gia và các gia tộc khác đến tụ họp, trợ giúp thực lực của Tống gia. Tuyệt đối không thể coi thường. Mọi người gật đầu, khách sạn Hoa Đằng, phòng riêng Đằng Long số 1, cửa phòng mở ra, Sở Trờ vô ý thức nhìn xuống thời gian, 11 giờ một trưa, trễ một phút, mọi người cùng nhìn lên, Ninh Tử Châu, Hạ Bắc đột nhiên đứng lên, như không thể tin vào mắt mình. Thiên Nam thập đại thiếu gia, hơn một nửa đều tụ tập ở Dương Thành.
Hạ Bác từng có một tâm nguyện rất lớn là được sống trong dáng vẻ Thiên Nam thập đại thiếu gia. Trong số đó, Ninh Tử Châu của Ninh gia, theo quan điểm của Hạ Bác, cũng đang sống cuộc sống tương tự. Tuổi còn trẻ, anh ta đã phụ trách rất nhiều công việc kinh doanh của Ninh gia, đồng thời trước đó không lâu, anh ta vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành, điều đó có nghĩa là tài năng kinh doanh của Ninh Tử Châu đã được giới kinh doanh công nhận. Tôn Siêu Lỗi và những người khác cũng vô ý thức đứng lên. Ánh mắt trợn to mấy phần, mấy người trong số họ đều rất rõ ràng rằng việc tụ họp ngày hôm nay hoàn toàn vì Cửu Huyền thiếu chủ lệnh. Đằng sau mỗi người bọn họ đều cùng thuộc về một thế lực giống nhau. Cửu Huyền môn, tuy nhiên, không ai nghĩ tới Thiên Nam Ninh gia cũng xuất hiện. Điều này có nghĩa là, Ninh gia cũng là sản nghiệp của Cửu Huyền môn. Tôn Siêu Lỗi nín thở, hắn rốt cuộc thật sự hiểu được lão gia tử đã nói cái gì, cho dù Sở Trần muốn sản nghiệp Tôn gia đổi họ, cũng chỉ là chuyện trong một câu. Bọn họ chín nhà liên thủ đủ để dung chuyển Hoàng gia. Nếu có thêm Thiên Nam Ninh gia, nhất định có thể quét Hoàng gia dễ như trở bàn tay. Giống như cách Hoàng gia xử lý Tống gia ngày hôm qua vậy. Tống Thiên Dương đột ngột đứng lên, giống như bị điện giật. Thiên Nam Ninh gia, thực sự đã đến rồi. Khó có thể tin, tuy nhiên, Ninh Tử Châu thực sự đang từng bước tới gần, trực tiếp tới trước mặt Sở Trần. Sở Trần ánh mắt bắt gặp Ninh Tử Châu. Ánh mắt Ninh Tử Châu hiện lên tia phức tạp, muốn nói rồi lại thôi. Đối với Ninh gia, thân phận của Sở Trần quá đặc biệt. Bởi vì Sở Trần là đệ tử thân truyền của Ninh Lão Tiên. Ninh Lão Tiên là người có bối phận cao nhất trong Ninh gia. Nói đúng ra, Ninh Lão Tiên là ông cố của Ninh Tử Châu. Sở Trần là đệ tử của ông cố nội, thân phận của anh ta có bối phận bên trên, thực sự quá cao. Sở Trần nhìn thấu suy nghĩ của Ninh Tử Châu, khẽ cười, cứ gọi chú Sở là được. Con người Ninh Tử Châu hơi co lại, Sở Trần trông còn trẻ hơn anh. Hắn vốn nghĩa cùng Sở Trần ngang hàng tương giao, nhưng không ngờ rằng Sở Trần lại để anh ấy gọi chú Sở ở nơi công cộng. Khuôn mặt Ninh Tử Châu khẽ co giật. Toàn bộ phòng riêng đằng long số 1 bỗng nhiên im bặt. Gọi chú Sở, lời nói của Sở Trần khiến mọi người sửng sốt. Khuôn mặt Hạ Bác đột nhiên tái đi, hắn bất giác dùng mình, nhìn Sở Trần. Trần ca dám để Ninh Tử Châu, một trong thập đại công tử ở Thiên Nam, gọi anh ta y à chú Sở trước công chúng. Cái này không chỉ là một sự khiêu khích với Ninh Tử Châu, đây có thể là một sự khiêu khích với toàn bộ Thiên Nam Ninh gia. Một số thành viên trong Tống gia cũng choáng váng. Tống Thiên Dương sắc mặt đại biến, ngăn cản Sở Trần cũng đã muộn. Nội tâm nhanh chóng trầm xuống, sắp rơi xuống đáy vực. Nếu Sở Trần chọc giận thiếu gia nhà họ Ninh, thì kể cả chín nhà có mặt sẽ liên thủ, e rằng cũng sẽ không thể chống đỡ được cơn tức giận của Ninh gia. Sở Trần, kẻ chuyên gây họa này. Tống Thiên Dương muốn khóc, Ninh Tử Châu càng muốn khóc hơn, nhìn Sở Trần. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, hắn liếc mắt nhìn thời gian. Nếu Ninh Tử Châu đến muộn hơn 5 phút, hắn thậm chí sẽ yêu cầu Ninh Tử Châu gọi trực tiếp một tiếng Sở Gia Gia. Xét cho cùng, Sở Trần là đệ tử thân truyền của Ninh Lão Tiên, xét về bối phận, hắn thực sự ngang hàng ông nội của Ninh Tử Châu hơn nữa. Sở Trần không chỉ là nắm giữ Cửu Huyền thiếu chủ lệnh, khi hắn rời khỏi Cửu Huyền môn, Ninh Lão Tiên đã đưa cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm, để hắn xuất thủ bên ngoài, nếu gặp phải con cháu của Ninh gia cư xử không đúng mực, sẽ dạy dỗ một phen. Sở Trần tin rằng chỉ lệnh của Ninh Lão Tiên cũng được truyền lại cho Ninh gia. Nếu không, vào lúc này, Ninh Tử Châu chỉ sợ nhìn không được mà phát tác. Hắn là một trong thập đại công tử của Thiên Nam, thiếu gia của Ninh gia. Ninh Tử Châu cũng chú ý tới động tác nhìn thời gian của Sở Trần. Anh ta đã đến muộn một phút, anh ta biết điều đó. Tuy nhiên, trong mắt Ninh Tử Châu, Sở Trần này chỉ là kẻ may mắn được Thái gia gia nhìn chúng. Ninh gia đương nhiên không dám trái lệnh của Ninh Lão Tiên. Ninh Tử Châu cố ý đến muộn một phút, chỉ là để cho Sở Trần một cái tín hiệu. Thiên Nam Ninh gia sẽ không để Sở Trần ra lệnh, hắn muốn ra hiệu cho Sở Trần, nhưng lại không biết rằng Sở Trần trực tiếp cho hắn một cái hạ mã uy. Ninh Tử Châu do dự mấy lần, vô số câu nói đến cổ họng, lại bị nuốt trở lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung qua, Tống Thiên Dương lúc này mới định thần lại, cố hết sức lập tức nói, Ninh thiếu gia. Đừng để ý, Sở Trần chỉ là đang nói đùa. Sở Trần cười nhẹ nhìn Ninh Tử Châu. Vẻ mặt Ninh Tử Châu trở lại bình thường, vẻ mặt khiêm tốn, chú Sở. Cánh cửa phòng riêng đằng long số 1 từ từ đóng lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, giám đốc Liêu chạy đến lối vào thang máy. Con người lộ ra vẻ kinh hãi. Không được, chỉ trục xuất võ đức huynh là không đủ.
phải tiền phạt, khiển trách, thậm chí phong sát đối với Võ Đức Khuynh. Dù sao, nhất định phải để Sở Thiếu hài lòng. Không, là chú Sở. Giám đốc Liêu đích thân đưa Ninh Tử Châu vào Đằng Long số 1. Khi nghe Sở Trần kêu Ninh Tử Châu gọi mình là chú Sở, giám đốc Liêu cũng sững sờ, trong lúc chờ Ninh Tử Châu phát điên lên, Ninh Tử Châu vợ ủy mà thực sự đã gọi một tiếng chú Sở. Thân phận của Sở Trần đến tột cùng hiển hách thế nào? Ngay cả Ninh Tử Châu, một trong thập đại thiếu gia của Thiên Nam, cũng đích thân gọi anh ta là chú. Kêu Võ Đức Khuynh tên chó chết đó, đến gặp tôi. Giám đốc Liêu giống to ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy. Đồng thời, ông cũng thầm lo sợ. May mắn thay, trước khi Ninh Tử Châu xuất hiện, bọn họ đã kịp thời khắc phục, thu xếp để đến Đằng Long số 1. Bằng không nếu để cho thiếu gia nhà họ Ninh ăn cơm ở đại sảnh Nhơ Hoa Đằng. Khách sạn Hoa Đằng không thể chịu nổi cái đại danh này. Trong phòng riêng lúc này, tất cả mọi người đều như hóa đá. Giọng Tống Thiên Dương truyền đến miệng, ông nuốt khan, hai mắt trợn tròn. Chú Sở, bên cạnh Sở Trần, Tống Nhan cũng sững sờ. Bối phận của chính mình cũng theo Sở Trần cao lên một bậc. Hạ Bắc cảm thấy khó tin. Thập đại thiếu gia của Thiên Nam không chỉ có bối cảnh khác biệt mà còn có xuất thân xuất chúng. Mỗi người trong số họ đều là kẻ tâm cao khí ngạo mới đúng. Sau tất cả, vị trí của họ đại diện cho thế hệ trẻ đỉnh cao của Thiên Nam. Theo quan điểm của Hạ Bắc, Ninh Tử Châu trở mặt và tức giận là chuyện bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng Ninh Tử Châu lại khuất phục trước Trần Ca nhanh như vậy. Tử Châu, đến đây ngồi bên cạnh chú. Vẻ mặt Sở Trần lộ ra vẻ yêu thương, lôi kéo tay Ninh Tử Châu, ra hiệu cho Tôn Siêu Lỗi chuyển qua một vị trí. Đồng thời, Sở Trần cũng giới thiệu với Ninh Tử Châu, đây là dì của cháu, Tống Nhan. Tống Nhan, bà dì năm nay 23 tuổi. Đương nhiên, người dì này Ninh Tử Châu không thể thoát ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười với Tống Nhan rồi gật đầu. Mặc dù vậy, nó cũng đủ để khiến tất cả những người có mặt tại đây kinh ngạc hơn nữa. Điều này có nghĩa là Ninh Tử Châu đã chấp nhận Sở Trần là chú của mình. Tống Thu Định Thần lại nhìn Sở Trần, ánh mắt càng thêm sùng bái. Anh rể quá trâu bò, nội tâm Tống Thu chân thực khắc họa. Trên bàn rượu, Tôn Siêu Lỗi và những người khác sau đó giới thiệu bản thân trước mặt Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu thái độ vẫn khiêm tốn, tất cả mọi người tự giới thiệu, Ninh Tử Châu mỉm cười nâng ly. Cuối cùng, Ninh Tử Châu quay đầu nhìn Sở Trần, chúng ta khi nào thì bắt đầu động thủ. Trong lòng Ninh Tử Châu kìm nén một cỗ khí. Không có cách nào hướng chú Sở này phát tiết, hắn chỉ có thể trút giận lên hoàng gia. Sau bữa ăn này, Sở Trần nói và vỗ vai Ninh Tử Châu, Tiểu Châu, hoàng gia được biết đến là gia đình giàu có số 1 ở Thiền Thành, ngành cốt lõi của hoàng gia là bất động sản, để bọn họ bị tiêu diệt đi. Ninh Tử Châu trả lời đơn giản và linh hoạt không cần suy nghĩ. Lời nói ở giữa, không để hoàng gia vào trong mắt. Những người còn lại có mặt, vỏ ý thức cũng run lên, trong lòng vô cùng sửng sốt. Lúc này, bọn họ dường như đột nhiên thương tiếc hoàng gia. Cơn giận mà Ninh Tử Châu nhận được từ Sở Trần, dường như nhất định phải trút lên người hoàng gia. Có Ninh gia loại quái vật khổng lồ, cộng với sự tấn công của mấy nhà liên hợp. Trận chiến giữa Tống gia và hoàng gia đã đảo ngược trong chốc lát. Tống Trường Thanh cảm thấy như đang sống trong mộng. Hoàn toàn choáng váng. Trước khi lên đường đến Hoa Đằng ngày hôm nay, Tống gia còn bị hoàng gia chèn ép đến không thở nổi. Nhưng bây giờ, Tống Trường Thanh có lý do tuyệt đối để tin rằng tình hình này sẽ được đảo ngược trong tích tắc, cụ thể là sau bữa ăn này. Nhưng Tiểu Châu, cháu chắc hẳn nghe nói đến Diệp gia ở Dương Thành rồi. Sở Trơ cảm thán một tiếng, nghe nói Diệp gia cùng hoàng gia muốn thông gia với nhau, hoàng gia xảy ra chuyện, Diệp gia khẳng định cũng sẽ hỗ trợ. Để bọn họ cùng chết đi, Ninh Tử Châu nhấp một ngụm rượu. Đây chắc chắn là khoảng thời gian bốc đồng nhất trong cuộc đời của Ninh Tử Châu. Nhưng mà, lúc này Ninh Tử Châu muốn bốc đồng một lần. Nhất là, bên cạnh Sở Trần kia từng tiếng Tiểu Châu, khiến anh ta phát cuồng. Hoàng gia dù sao cũng là gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, Sở Trần vừa mở miệng. Để hắn chết đi, Ninh Tử Châu tức giận hét lên không đợi Sở Trần nói xong. Sở Trần yên lặng liếc nhìn Ninh Tử Châu một chút, Sở Trần vỗ vỗ vai anh, Tiểu Châu, để chú nói xong trước rồi hãy nói. Ninh Tử Châu chán nản đến mức muốn khóc, vì cái gì gia đình muốn an bài hắn đến gặp Sở Trần. Ninh Tử Châu thề rằng sau khi bữa ăn hôm nay kết thúc, anh sẽ tránh xa Sở Trần càng xa càng tốt. Không thể trêu chọc Sở Trần, bản thiếu còn không thể trốn sao. Sở Trần tiếp tục nói, thực lực của hoàng gia tuyệt đối không thể coi thường, muốn triệt để đem hoàng gia xóa bỏ.
thì có lẽ có thể, nhưng 10 nhà chúng ta chỉ sợ sẽ trả giá không nhỏ. Vì vậy, trong trận chiến này, mục tiêu của tôi là Kim Than Thành. Trong lòng của Tống Nhan không khỏi chấn động, cô nghĩ về những gì Sở Trần đã nói, để Kim Than Thành đổi họ. Mục tiêu của Sở Trần là chiếm được Kim Than Thành của Hoàng gia. Tuy nhiên, phần lớn toàn bộ sản nghiệp của Hoàng gia đều đặt ở Kim Than Thành. Một khi Kim Than Thành bị chiếm, đồng nghĩa với việc Hoàng gia đã bị tổn thất nặng nề. Tôi đã nói qua sẽ biến Hoàng gia từ hàng thiền thành nhất lưu trở thành thiền thành tam lưu. Sở Trần nhẹ giọng nói, vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu với việc đổi chủ của Kim Than Thành. Giọng nói rơi xuống như sấm sét đánh xuống. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được cơn bão này sắp sửa nổ ra. Được, vậy thì để bọn chúng chết đi. Ninh Tử Châu buột miệng nói. Câu này dường như trở thành câu cửa miệng của Ninh Thiếu Gia. Sở Trần thở dài vỗ vỗ vai Ninh Tử Châu, Tiểu Châu, nghe lời chú dặn, tuổi trẻ không thể làm việc theo cảm tính, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính kỹ càng. Ninh Tử Châu, mãi mới chờ đến lúc đồ ăn đều lên đủ, Ninh Tử Châu ăn vài miếng tượng trưng, liền đề đũa xuống, tôi đã ăn no rồi, đối phó với Hoàng gia, động tác càng nhanh càng tốt, tôi sẽ về trước để chuẩn bị hết thảy. Ninh Tử Châu đứng lên. Một cánh tay đem Ninh Tử Châu đè xuống, Tử Châu, sự tình không vội, cháu ngồi xuống ăn thêm đi, chú có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu. Khuôn mặt Ninh Tử Châu co giật rũ, rồi, hắn thật muốn khóc, lúc này, Ninh Tử Châu cảm giác như mình vào nhầm hang sói. Muốn chạy nhưng không chạy được, tôi, Ninh Tử Châu còn muốn giãy giụa. Sở Trần cho Ninh Tử Châu một miếng thịt, ăn một chút nữa đi, cháu xem, nhìn cả người đều gầy. Ninh Tử Châu phát thề. Hắn muốn huy động lực lượng mạnh nhất để tấn công Hoàng gia. Nếu không có Hoàng gia, anh ta đã không phải rơi vào cảnh này và chịu sự dày vò đau đớn như vậy. Ninh Tử Châu hung tợn cắn một miếng thịt, rồi lại âm thầm thề. Sau ngày hôm nay, trong đời này hắn sẽ không bao giờ gọi Sở Trần là chú nữa. Cơm nước no nê, rốt cuộc, Ninh Tử Châu là người đầu tiên rời khỏi Đằng Long số 1. Sau khi thành công bước ra khỏi phòng riêng, Ninh Tử Châu có cảm giác biển rộng chim bay. Trong lòng càng là cảm động rơi lệ. Hắn đời này chưa bao giờ trải qua điều gì như thế. Từng tiếng, chú Sở, vang lên khiến hắn điên cuồng sắp ngã quỵ xuống. Nhưng mà, hắn làm sao dám đắc tội với đệ tử thân truyền của Thái Gia Gia. Không thể trêu vào, vậy thì chỉ có thể trốn. Thoát khỏi hoa đằng, Ninh Tử Châu nhanh chóng ra khỏi thang máy, chạy nhanh đến đại sảnh khách sạn. Một đường hùng hùng hổ hổ, giám đốc Liêu thấy Ninh Tử Châu đi ra, định tới chào hỏi. Thật tình không biết, Ninh Tử Châu chạy như bay, xông ra khỏi sảnh khách sạn. Một bóng đen lao nhanh khỏi khách sạn Hoa Đằng. Giám đốc Liêu vội vàng chạy ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm. Điều gì đã khiến thiếu gia nhà họ Ninh thất thố như vậy? Hổ Tử còn đang một mực ngồi xổm ở cổng, còn chưa lấy lại tinh thần, còn không kịp chụp ảnh, liền không kịp nhìn thấy Ninh thiếu gia chạy qua. Chẳng lẽ Ninh thiếu gia biết mình chụp trộm anh ta sao? Hổ Tử bắt đầu bổ não. Sau 2 phút, trên diễn đàn, bài viết của Hổ Tử đã được cập nhật. Ninh thiếu gia, hư hư thực thực rời khỏi Hoa Đằng. Họ y y ọn họm hư hư thực thực, thật quá qua loa đi, Ninh thiếu gia đã rời Hoa Đằng rồi sao? Hổ Tử cũng khóc không ra nước mắt, Hổ Tử nhìn không rõ. Có trời mới biết vì sao thiếu gia nhà họ Ninh vì cái gì không để ý hình tượng, chạy ra phóng xe đi. Hổ Tử chỉ thấy một bóng người, lên xe sau đó biến mất. Không biết có phải là thiếu gia nhà họ Ninh hay không. Đằng Long số 1, Hạ Ngôn Hoan đem tập hợp tư liệu đại khái lật khắp xem qua, đôi mắt bôi qua một tia sáng sắc bén. Nếu như Ninh gia động tác đủ nhanh, trong vòng 3 tiếng, chúng ta liền có thể để Hoàng gia chịu một vố đau. Lông mày của Hạ Ngôn Hoan thể hiện sự tự tin trở lại. 9 nhà hợp tác, lại thêm Ninh gia quái vật khổng lồ này tạo áp lực, dạng này còn đối phó không được Hoàng gia, hắn Hạ Ngôn Hoan danh tự cũng nên viết ngược lại. Sở thiếu, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Tôn Siêu Lỗi đứng dậy, Trần Khuông Toàn và những người khác cũng nhao nhao tạm biệt. Trước khi đi, mỗi người đều hô một tiếng sở thiếu. Người nhà Tống gia đã chết lặng, ngay cả Ninh gia thiếu gia cũng phải gọi Sở Trần một tiếng chú. Sau khi mọi người rời đi, ánh mắt mọi người Tống gia lại rơi vào Sở Trần. Trong đầu họ có quá nhiều dấu hỏi. Sở Trần, anh có nghĩ Ninh Tử Châu quay về nhà sẽ khiếu nại không? Hoặc, một cái gì đó khác, Tống Nhan lo lắng. Anh đối với Tiểu Châu đã đủ tốt, Sở Trần nở nụ cười, dù sao về mặt bối phận, hắn thực sự nên gọi tôi là Sở Gia Gia. Người nhà họ Tống, bất kể thế nào,
Tống gia cũng có thể bắt đầu đánh trả. Sở Trần nói, trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn, giới thương nhân Thiền Thành, không phải bọn họ đều đang chờ xem Tống gia của chúng ta nhà tan cửa nát và rời khỏi Thiền Thành sao? Không phải đều nói Tống không biết lượng sức mình, tự sát khiêu chiến, động lên đầu Thái Tuế sao? Vì tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch vui, vậy nên, Sở Trần đứng lên, hãy đạo diễn tốt vở kịch này. Đạo diễn tốt vở kịch này, người nhà họ Tống có cảm giác lúc này Sở Trần toát ra khí tức khác thường. Mạnh mẽ, tự tin, đại sảnh khách sạn Hoa Đằng, lúc Sở Trần và những người khác bước ra ngoài, giám đốc Lưu đã ở đó. Giám đốc Lưu cung kính đưa một cái thẻ cho Sở Trần và nói, Sở Thiếu, đây là thẻ đen cao quý của Hoa Đằng, chủ thẻ có thể hưởng toàn bộ đặc quyền phục vụ tôn quý của toàn bộ hệ thống thuộc tập đoàn Hoa Đằng trên toàn quốc, thẻ này tôi không đủ tư cách để phát ra khi chưa được ủy quyền, nhưng sau khi tôi liên hệ với tổng bộ lập tức phê duyệt và tặng cho Sở Thiếu, hy vọng Sở Thiếu sẽ không ghét bỏ. Con người của người nhà Tống gia mở to đến cực điểm. Thẻ đen cao quý của Hoa Đằng, trọng điểm là, cái này không chỉ giới hạn ở khách sạn Hoa Đằng, mà là tập đoàn Hoa Đằng. Sản nghiệp của tập đoàn Hoa Đằng trải dài khắp cả nước, tuyệt đối đủ tư cách để xếp hạng trong top 100 công ty hàng đầu. Tống Thiên Dương đều đỏ con mắt, tấm thẻ này đại diện cho thân phận cực kỳ hiển hách. Hoàn toàn không có nhiều người có thể sở hữu thẻ đen của Hoa Đằng. Sở Trần trước khi lên xe, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc chỗ tối nơi hẻo lánh bên trong, Hồ Tử ở đây vừa muốn chụp lén tấm ảnh. Trong nháy mắt, Hồ Tử cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, có cảm giác Sở Trần đã biết đến sự tồn tại của anh ta rồi. Có một cơn ớn lạnh không thể giải thích được dâng lên từ lòng bàn chân rồi lan ra toàn thân ngay lập tức. Vạn nhất Sở Trần điều tra ra, Hồ Tử Hàn trầm ngâm suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, xóa tất cả các bài mà anh ta đã đăng. Anh ta không đủ khả năng để trêu chọc một người như vậy. Gia chủ Tôn gia, đồng sự tập đoàn Mỹ Giai, gia chủ Hùng gia. Hoàng gia, Hoàng Ngọc Trân cầm lấy chiếc điện thoại đã bị phá mấy lần, nhìn Hoàng Dương, cha, bọn họ đều đã rời đi. Hoàng Dương hít sâu một hơi, chỉ cần Ninh gia không nhúng tay vào, bất kể bọn họ tới như thế nào, Hoàng gia đều có thể khiêu chiến. Nói cách khác, nếu Ninh gia ra tay, Hoàng gia sẽ không có cơ hội chiến thắng. Điện thoại di động của Hoàng Giang Hồng vang lên, là điện thoại của Diệp Yên. Hoàng Giang Hồng đã kết nối ngay lập tức, lúc này Diệp Yên đã gọi điện đến, chắc chắn là liên quan vết thương ở chân của Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng gia gia, trường bối sư môn đã mời được một vị y sư, có thể chữa trị chân của Ngọc Hằng. Diệp Yên nói qua điện thoại, Hoàng Giang Hồng gật đầu, được, chúng ta lập tức qua. Sau khi Hoàng Giang Hồng cúp điện thoại, ông ta nói với Hoàng Dương, con ở lại chủ tính đại cục. Lưu ý động tĩnh Tống gia, chúng ta đến bệnh viện xem Ngọc Hằng. Đối với Hoàng gia, vết thương ở chân của Ngọc Hằng cũng là ưu tiên hàng đầu. Không chỉ bởi vì Ngọc Hằng là người cháu ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng gia, mà còn liên quan tới mối quan hệ của Hoàng gia và Diệp gia. Diệp Phi Tuyền sẽ không để con gái kết hôn với một người ngồi trên xe lăn cả đời. Hoàng Giang Hồng và Hoàng Vũ vội vã chạy tới bệnh viện. Diệp Yên cũng mới vừa đến, bên cạnh là một vị trường mi lão giả. Màu trắng trường mi, hai mắt sắc bén có thần, cõng một cái hòm thuốc, bước chân vững vàng. Hoàng gia gia, vị này là Kiều y sư. Diệp Yên không giới thiệu quá nhiều. Dù sao cô cũng biết Hoàng Giang Hồng không xuất thân từ người trong cổ võ. Lĩnh Nam Dược Cốc chính là cao thủ trong lĩnh vực y thuật của giới cổ võ. Vô số người tài ba, có thể trị liệu vô số chứng bệnh phức tạp, tại giới cổ võ có thanh danh cực lớn. Kiều Thương Sinh, một trong những trưởng lão của Dược Cốc. Nếu như không phải là trưởng bối sư môn của Thanh Dương Phái, Diệp Yên cũng không có bản lĩnh mời được Kiều Thương Sinh. Làm phiền Kiều y sư, Hoàng Giang Hồng lên tiếng, không dám thất lễ. Đám người kỳ nhân dị sĩ như thế này, Hoàng Giang Hồng rất vui vẻ kết giao. Kiều Thương Sinh gật đầu đáp lại, Kiều tiền bối, xin mời qua bên này. Thái độ của Diệp Yên cũng vô cùng tôn kính. Hoàng Vũ đẩy cửa phòng bệnh ra, Diệp Yên bước vào nắm tay Hoàng Ngọc Hằng, Ngọc Hằng. Vị này là trưởng lão của Dược Cốc, Kiều tiền bối. Hoàng Ngọc Hằng vốn là nằm ở trên giường, hai mắt đờ đẫn, nghe được lời này, con người đột nhiên mở to một chút, nhìn sang, thần sắc kích động, Kiều tiền bối. Trưởng lão Dược Cốc, Hoàng Ngọc Hằng vô cùng hưng phấn, vết thương ở chân được mình có thể cứu chữa. Hoàng Ngọc Hằng tin rằng mặc dù vết thương ở chân bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn của kỳ môn, thế nhưng chắc chắn không làm khó được Dược Cốc trưởng lão. Trong phòng bệnh, Hoàng Giang Hồng và Hoàng Vũ nhìn thấy Hoàng Ngọc Hằng đột lấy lại tinh thần,
có vẻ rất tin tưởng vị kiều y sư trước mặt, cũng không khỏi mừng rỡ. Vết thương ở chân của Ngọc Hằng, còn có hy vọng. Hoàng Giang Hồng thấy được hy vọng, viện trưởng bệnh viện nhắc nhở rằng vết thương ở chân của Hoàng Ngọc Hằng ngất quỷ dị. Vị kỳ nhân trước mặt này hiển nhiên có thể giải quyết được vết thương quỷ dị kia. Kiều trưởng lão, làm phiền rồi. Hoàng Ngọc Hằng nói, nằm xuống và đừng nói chuyện. Kiều Thương Sinh nói, đồng thời, ông ta nhấc vén chăn lên và quan sát chân của Hoàng Ngọc Hằng. Diệp Yên đứng một bên chăm chú quan sát, mặc dù rất tin tưởng Kiều Thương Sinh, nhưng quá trình chờ đợi điều trị và hồi phục tự nhiên vô cùng thấp thỏm. Mấy người trong phòng đều đang nhìn vào biểu hiện của Kiều Thương Sinh. Khoảnh khắc Kiều Thương Sinh nhìn thấy chân của Hoàng Ngọc Hằng, ông ta rất ngạc nhiên, quả nhiên là thủ đoạn của kỳ môn. Nắm tay của Hoàng Giang Hồng hơi siết chặt, không hổ là người được trưởng bối của Ngọc Hằng mời tới. Vậy mà vừa nhìn qua đã biết được tình huống của Ngọc Hằng trong nháy mắt. Không sai, đả thương Ngọc Hằng đúng là đệ tử của kỳ môn. Hai mắt Diệp Yên lóe lên tia hận ý, cô thề rằng phải đem Sở Trần phải bị băm thây vạn đoạn. Hoàng gia gia, cháu nghe nói Tống gia hôm nay liên họp các nhà để đối phó với Hoàng gia. Diệp Yên nói, cháu đã nói với cha, Diệp gia sẽ toàn lực chi viện Hoàng gia. Ánh mắt của Diệp Yên toát ra vẻ tự tin, Diệp Hoàng hai nhà liên thủ, cho dù tống hợp nhất tất cả thế lực ở Thiền Thành cũng không sợ, hơn nữa Tống gia có sức mạnh này sao? Diệp Yên chế nhạo, Hoàng Giang Hồng gật đầu, với sự giúp đỡ của Diệp gia, Hoàng gia có thể đối phó với tình hình hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ vẫn là vết thương của Ngọc Hằng. Hoàng Giang Hồng nhìn sang, chẳng qua giờ phút này, Hoàng Giang Hồng đã có không ít tự tin. Kiều y sư nhất định có thể trị khỏi bệnh. Diệp Yên tràn đầy tự tin. Sự chú ý của Kiều Thương Sinh rơi vào cái chân bị thương của Hoàng Ngọc Hằng. Vẻ mặt của ông ta thay đổi từ ngạc nhiên rồi dần dần bình tĩnh. Tuy nhiên, một lúc sau, vẻ mặt của Kiều Thương Sinh đã trở nên nghiêm túc. Tiền bối, Hoàng Ngọc Hằng cũng đã chú ý tới vẻ mặt của Kiều Thương Sinh. Lúc này không khỏi cảm thấy bất an. Hắn thận trọng hỏi, chân của tôi bị thương, thế nào? Đưa tay cho ta. Kiều Thương Sinh ra hiệu Hoàng Ngọc Hằng duỗi tay ra để bắt mạch của Hoàng Ngọc Hằng. Kiều y sư, có cách nào để chữa lành chân cho Ngọc Hằng không? Hoàng Vũ nhìn không được hỏi. Có thể trị khỏi. Kiều Thương Sinh nhắm mắt kiểm tra mạch. Ánh mắt mấy người trong phòng không khỏi sáng lên. Có thể trị khỏi. Nó giống như một liều thuốc trợ tim đánh vào trong lòng của mấy người. Không hổ danh là trưởng lão của dược cốc. Hoàng Ngọc Hằng phấn chấn, như muốn hét lên. Chân của hắn có thể được chữa khỏi. Đối với Hoàng Ngọc Hằng, đây chắc chắn là bình minh của cuộc đời. Nếu mất đi đôi chân, hắn thả chết còn hơn. Cho ta ngồi xe lăn cả đời. Hoàng Ngọc Hằng nghĩ đến lời nói Sở Trần, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Chờ đến khi chân lành lại, hắn sẽ dùng hết sức để đem Sở Trần băm thây vạn đoạn. Hoàng Ngọc Hằng kìm nén sự kích động trong lòng. Trưởng lão Dược Cốc đã nói có thể trị khỏi, thì chắc chắn được trị khỏi. Diệp Yên cuối cùng cũng buông ra tảng đá trong lòng. Vô thức chạm vào bụng cô, trên mặt nở một nụ cười. Một lúc sau, Kiều Thương Sinh buông tay và đứng lên. Tiền bối, Diệp Yên lập tức đi lên. Kiều Thương Sinh nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hằng, ai là người đã thương cậu? Sở Trần, Hoàng Ngọc Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, con rể của Tống gia, có học một chút thủ đoạn của kỳ môn, dùng bàng môn tà đạo đối phó tôi. Kiều y sư, chân của Ngọc Hằng phải điều trị như thế nào? Hoàng Vũ nhịn không được hỏi. Kiều Thương Sinh cân nhắc một lúc, sau đó lắc đầu, thật có lỗi. Kiều Thương Sinh cầm hộp thuốc ở bên cạnh lên, trong lòng mấy người ở phòng bệnh cùng lúc chấn động, sắc mặt của Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên tái nhợt, âm thanh run rẩy, Kiều tiền bối, không phải ngài nói, có thể trị khỏi sao? Quả thật, có thể trị, Kiều Thương Sinh cũng không giấu giếm, ta không dám trị. Sau đó, Kiều Thương Sinh quay người bước ra khỏi cửa. Có thể trị, nhưng không dám trị. Khuôn mặt Diệp Yên lập tức không còn chút máu. Điều đó nghĩa là gì? Ngay cả Dược Cốc trưởng lão cũng không dám đắc tội với Sở Trần. Kiều tiền bối chắc hẳn đã nhìn ra điều gì đó nên không dám hấp tấp chữa trị vết thương ở chân cho Ngọc Hằng. Diệp Yên xông lên ngăn lại Kiều Thương Sinh, đôi mắt đỏ hoe, Kiều tiền bối, cầu xin ngài, hãy ra tay một lần cứu Ngọc Hằng. Kiều y sư, chỉ cần ngài hứa sẽ cứu Ngọc Hằng, muốn bao nhiêu thù lao đều có thể. Hoàng Vũ lo lắng. Nguyên bản đã trông thấy hy vọng, nhưng đối phương lại nói không dám trị. Điều đó có nghĩa là gì? Kiều Thương Sinh dừng bước, nhẹ giọng nói, người đã từng đả thương cậu ấy, có từng nói rằng cả đời này cậu ấy sẽ không bao giờ đứng dậy được không? Trong lòng Diệp Yên run lên, giọng nói cũng run rẩy, đúng vậy.
cho nên, ta không dám trị. Kiều Thương Sinh nói, ta sẽ cho các người một lời khuyên, nếu như còn hy vọng hắn có thể đứng dậy, vậy thì chỉ có một cách, chính là cầu người đã đả thương hắn. Nếu không, không có người nào dám trị cho hắn. Kiều Thương Sinh đi ra ngoài, không có người nào dám trị cho hắn. Không phải là không chữa trị được mà là không dám. Giọng nói của Kiều Thương Sinh cứ vang lên trong tâm trí của đám người trong phòng. Diệp Yên toàn thân yếu ớt lùi lại hai bước. Tại sao lại có chuyện này? Diệp Yên tự hỏi, thân phận của Hoàng Ngọc Hằng là đệ tử của Thanh Dương Phái. Mà Kiều Thương Sinh lại là trưởng lão dược cốc. Với thân phận như vậy, ông ta thậm chí không dám chữa trị vết thương ở chân cho Hoàng Ngọc Hằng. Trong thiên hạ, thế lực kỳ môn mà ngay cả dược cốc cũng phải kiêng kỵ. Hoàng Ngọc Hằng lầm bẩm một mình, đột nhiên, trong đầu chợt lóe lên vài chữ, một luồng hơi lạnh đột nhiên bao phủ toàn thân, không tự chủ được giật mình, chẳng lẽ, nhưng mà, Hoàng Ngọc Hằng lại nhanh chóng lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không thể, chỗ kia, là đệ nhất kỳ môn, chính là thánh địa cổ võ. Hoàng Ngọc Hằng trong đầu lóe lên thông tin về Sở Trần 5 năm trước chính là con rể ở Tống Gia, 5 năm trước hắn mới chỉ mới 18 hay 19 tuổi, sao có thể đi ra từ nơi đó. Hoàng Ngọc cố gắng hết sức để phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, ngoài đám người đi từ địa phương đó ra, anh ta thực sự không thể nghĩ tới nơi thứ hai có thể khiến dược cốc trưởng lão phải kiêng kỵ như vậy. Có phải là, vị kiều y sư này hoàn toàn không thể chữa khỏi bệnh cho Ngọc Hằng, cho nên mới nói ra lý do như vậy? Hoàng Vũ nắm chặt tay, không cam lòng. Thế nhưng mà, ngay cả kiều tiền bối cũng không thể chữa khỏi cho Ngọc Hằng, giọng nói của Diệp Yên run lên khi cô nhìn Hoàng Ngọc Hằng trên giường bệnh. Chỉ sợ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đời. Trừ khi, đi cầu Sở Trần. Không được, toàn lực đả kích Tống Gia. Khuôn mặt Diệp Yên dữ tợn, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần Tống Gia bị dồn vào đường cùng, Sở Trần đương nhiên sẽ phải đề nghị điều kiện với chúng ta. Lấy chữa khỏi chân cho Ngọc Hằng làm điều kiện, cầu xin chúng ta, bỏ qua cho Tống Gia. Cái này chắc chắn là vốn liếng cuối cùng của Sở Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.